Đại chúng có khỏe không? Các con đi đường xa thầy cũng lo, sợ về có bạn say xe, có bạn đi mấy trăm cây đấy. Hôm nay về được đông vui thế này thầy rất hoan hỉ. Trước khi vào cái chương trình thính pháp sáng nay, thầy mời tất cả đại chúng cùng chắp tay niệm Phật với thầy nhé. Các con cùng niệm hồng danh Phật Thích Ca ba lần nha. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các con buông tay xuống ngồi thư thả tự nhiên để chúng ta vào buổi pháp thoại. Kính thưa đại chúng, khóa tu hôm trước thầy đến với đại chúng với chủ đề tuổi trẻ khám phá vườn xưa. Đã, qua cái chủ đề hôm đó thì các con cũng đã biết được cái mảnh vườn xưa của chúng ta là cái gì rồi, đúng không? Đó chính là mảnh vườn tâm của chúng ta. Bây giờ biết nó là vườn tâm rồi, nha, không gọi tên là vườn xưa nữa, bây giờ sẽ gọi nó là mảnh vườn tâm. Nhớ, tuổi trẻ khám phá vườn tâm, biết nó là tâm thôi. Trước chưa biết thầy gọi nó là vườn xưa thì chúng ta hay quên cái gì xưa cũ, nghe không? Bây giờ chúng ta sẽ về biết nó là vườn tâm, sẽ đi về để khám phá cái mảnh vườn tâm này. Chúng ta biết rằng cái vườn tâm của chúng ta thực sự mà nói á, có thể chúng ta đã để hoang nó không phải một kiếp này mà vô số kiếp rồi, không bao giờ quay về tìm hiểu nó, quan tâm khám phá nó, xem nó thế nào. Chính cho nên vì như thế, chúng ta vẫn là người đi hoang. Theo nhà Phật gọi là người đi hoang đấy, mình đi lang thang. Đó. Đức Phật gọi là đi lang thang trong cái cõi luân hồi này này. Cứ thế lang thang làm khách phong trần mãi, vào biết đến bao giờ về được cố hương là thế. Ê, trong cái lộ trình quay về khám phá vườn tâm của chúng ta, thì thầy sắp xếp chương trình này cho khóa rèn luyện của tuổi trẻ câu lạc bộ tuổi trẻ chùa Ba Vàng. Ê, sẽ đi từng bước để các con dần dần vào hôm bài hôm trước là thầy giới thiệu về cái vườn xưa, cái vườn tâm của chúng ta. Các con ở phía sau có nghe được không? Ban âm thanh lưu ý cho thầy, thầy thấy hơi bị vang đó, cho bớt cái vang đi cho thầy một chút nha. Thì để quay về khám phá cái vườn tâm này, chúng ta phải có lộ trình từng bước một, không phải thầy nói khám phá một cái là nhảy bụp vào một cái khám phá được ngay. Vì các con biết ấy, cái vườn xưa, cái vườn tâm này của chúng ta nó đẻ hoang bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm tháng rồi. Cho nên ở trong cái vườn đấy nó rất nhiều thứ, nhiều vấn đề. Và mà thầy nói có thể là có cả sư tử cọp sói ở trong đó, không cẩn thận vào là có ngày nó ăn thịt mất, nó nuốt chửng mình luôn, nghe không? Cho nên phải có thứ lớp từng bậc, đi có lộ trình. Và đặc biệt nhất các con ạ, chúng ta phải có người dẫn đường đấy. Chứ còn tự mình mày mò thì không đơn giản, không đơn giản chút nào. Ở trên thế gian này ấy, cũng có nhiều người người ta nghĩ quay về tìm xem cái vườn xưa này nó thế nào. Họ cũng quay về họ tìm,
nhưng mà cuối cùng họ bị lạc hết, rất nhiều, lạc nhiều lắm. Cho nên cái việc mà để chúng ta quay về khám phá cái vườn xưa này, nhất khoát phải có người dẫn đường. Hôm nay Thầy sẽ giới thiệu cho đại chúng một cái người dẫn đường rất vĩ đại. À, Thầy gọi là người Thầy dẫn đường vĩ đại. Đại chúng có muốn biết cái người dẫn đường vĩ đại của chúng ta không? Xin đại chúng một tràng bó tay cho người Thầy dẫn đường. À, người Thầy dẫn đường vĩ đại ấy không phải ai xa lạ các con ạ. Đó chính là Đức Phật Thích Ca đấy. Đây, Phật Thích Ca ngồi giữa chùa mình to nhất đấy. Đấy, cái cụ to nhất đấy là Phật Thích Ca đấy con ạ. Đấy là người Thầy dẫn đường vĩ đại của chúng ta. Và chúng ta phải nương tựa người Thầy này mới biết đường tìm về cái mảnh vườn xưa của mình các con. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về người Thầy này, vào một con người vĩ đại này. Ở đây trong đại chúng các con đã có ai được đi sang Ấn Độ về quê hương nơi của Đức Phật chưa? Chưa một ai, Thầy không thấy ai giơ tay, nghe không? Như vậy các con cũng giống Thầy trước đây đấy, khi mà Thầy mới mon men biết đạo Phật, Thầy đọc được một ít kinh sách của đạo Phật. Lúc ấy Thầy cũng nghi ngờ. Thầy nghi là không biết là Đức Phật này có thật hay là không, hay là con người người ta bịa ra một cái ông Phật để dẫn dụ mọi người. Tất nhiên con người ta có quyền dựng lên, có quyền bịa ra nhiều thứ lắm các con ạ. Nhiều câu chuyện người ta dựng lên, người ta gọi là dựng đứng lên được như là thật đấy ạ. Thế thì một cái tôn giáo liệu có thể là do nhân loại người ta dựng lên ấy? Đầu tiên thì là một vài người, rồi sau đó thì nó thành số đông. Lúc đầu Thầy cũng nghi, hay là Đức Phật không có thật, không có thật. Vì Đức Phật thì bảo nhiều cái hay lắm. Ngài nào là có thần thông biến hóa, Ngài không phải là 72 phép biến hóa thần thông như là Tôn Ngộ Không, mà Ngài là có vô số phép thần thông cơ. Vào, mà Ngài là thường cứu khổ chúng sinh. Đấy, ngày xưa mình gọi Đức Phật là ông Bụt đấy các con ạ. Các con mà đọc xem chuyện Tấm Cám đấy, ông Bụt đấy chính là Phật đấy. Đấy, cái chữ Bụt đấy là để nguyên âm. Và cái từ Phật, từ Bụt đấy là Buddha. Buddha, nghe không? Buddha, các con học tiếng Anh đấy. Buddha. Thế thì khi mà sang Việt Nam thì mình nghe thấy Buddha thì dân Việt Nam gọi là Bụt, nghe không? Nó cũng giống chữ Buddha. Đấy, các con hiểu chưa? Thế ai người ta hỏi Bụt là gì? Bụt chính là Phật, Buddha. Thế nhưng khi mà sang Trung Quốc á, thì người ta lại viết cái chữ Phật là có cái bộ, hai bộ là bộ Phất và bộ Nhân. Tức bộ Phất và bộ Nhân tức là cái con người, Nhân là người mà Phất là phủi này, là chùi. Nhân, con người đã phủi sạch tất cả bụi bặm phiền não gọi là Phật. Đấy, thì cái chữ đấy gọi là Phật, cho nên bây giờ mình quen gọi là Phật. Chứ đúng ra các cụ nhà mình ngày xưa gọi là Bụt là rất chuẩn đấy con ạ. Ông Bụt, nghe. Thầy ra chùa bảo, ra chùa mà chỉ tay vào ông Bụt là cụt ngón tay đấy. Là Thầy rất sợ hồi bé Thầy đấy. Các cụ bảo ra chùa không được chỉ tay vào ông Bụt, chỉ vào ông Bụt là cụt ngón tay. Thầy không bao giờ dám chỉ. Thì cái chữ Bụt tức là Phật đấy các con. Nhà ai ta hỏi Bụt là gì? Bụt tức là Phật, mà ngày xưa các cụ nhà mình gọi rất là đúng. Thế cho nên mới nói là đạo Phật ấy truyền vào Việt Nam còn trước Trung Quốc là có lý, vì cái danh từ Bụt của chúng ta có trước cái danh từ Phật. Bụt, ông Bụt, trong Tấm Cám, trong chuyện cổ tích đều có ông Bụt. Cây tre trăm đốt cũng có ông Bụt hiện lên, nghe không? Như vậy là chúng ta thấy đạo Phật đến Việt Nam rất sớm. Thì Thầy cũng nghi ngờ các con ạ, nghi ngờ không biết là cái ông Phật, ông Bụt này có thật không, hay người ta hiện, người ta gọi là bịa ra thế để mà dạy đạo đức cho con người. Thầy cũng nghi ngờ. Nhưng khi mà có đủ duyên, Thầy được duyên mọi người mời đi Ấn Độ, sang hẳn tận nơi Đức Phật thành đạo.
nơi Đức Phật sinh ra và các cái thánh tích của Ngài, nơi Đức Phật tu khổ hạnh, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, tất cả Thầy đi hết, thì mới xác nhận đúng thật Đức Phật là một con người có thật các con ạ, một con người thật, có thật trong lịch sử. Có nhiều vị giáo chủ của một số các tôn giáo khác, người ta còn nghi ngờ giáo chủ ấy có thật hay không. Riêng Đức Phật Thích Ca, giáo chủ của Đạo Phật là hoàn toàn có thật, có lịch sử hẳn hoi. Cái này không ai có thể phủ nhận được các con ạ. Cho nên Đức Phật là có thật các con nhé. Tất cả các con hãy nghe lời Thầy, tin lời Thầy, Thầy không nói dối. Đức Phật là có thật. Mình lạy Phật là Phật có thật đấy, không phải Phật không có thật đâu. Nghe các con cùng với Thầy chung cái đức tin, cái niềm tin này, khẳng định đây là có thật nhé. Cho Thầy một tràng vỗ tay nào. Thầy mong là các con sau này ai cũng sẽ có đủ duyên để một lần đi sang đất Phật. Đấy, có thể cuối năm nay chùa đủ duyên Thầy cũng tổ chức một phái đoàn đi Ấn Độ để cho các Phật tử được biết thánh tích này. Trong kinh thì Đức Phật có nói ai trên đường đi viếng các cái thánh tích của Phật ở Ấn Độ đấy, khởi đầy đủ cái tâm nhiệt thành cung kính, nếu người đó lỡ có bảo bị lâm chung, tức là lỡ chết trên con đường hành trình đi đấy, thì người ấy cái thần hồn nó vẫn được tái sinh lên cõi trời các con ạ. Này, cái tái sinh cõi trời rất có phước báu do cái lòng thành kính mà nó được như vậy. Thế thì từ cái chỗ mà Thầy nghi ngờ về Đức Phật có hay không, rồi khi mà thực tế gọi là mục sở thị, mắt thấy hẳn hoi, chân dẫm lên từng mảnh đất, cái con đường của Đức Phật đi ngày xưa ấy, cách đây hơn 2.600 năm ấy, Thầy mới xác nhận Đức Phật là có thật. Thì từ đó trở đi, cái lòng tin của Thầy về Phật càng lớn mạnh các con ạ. Ngày xưa mình nghĩ là người ta bịa ra ông Phật để dụ dỗ mình, để khuyên dạy mình nọ kia. Nhưng bây giờ mình biết Đức Phật là có thật rồi, thì lòng tin của mình nó rất chắc chắn các con ạ. Không phải chuyện mơ hồ nữa, Phật là con người thật, có lịch sử, có cha mẹ, quê quán hẳn hoi. Dòng họ và cái dòng họ Thích Ca bây giờ ở Ấn Độ vẫn còn các con ạ, dòng họ Thích Ca. Đấy, cho nên để cho tất cả thanh niên, sinh viên các con nhé, tin trong các tôn giáo thì có Đạo Phật, Đạo Phật, giáo chủ của Đạo Phật là có thật, là con người lịch sử. Nghe không? Và tất cả những câu chuyện trong kinh viết về Đức Phật là sự thật đấy các con ạ. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về con người này, mà rất may mắn Ngài lại chính là người dẫn đường cho chúng ta, để chúng ta tìm về cái vườn xưa của mình, mảnh vườn tâm ấy của mình. Phải nhờ Ngài, phải nhờ Ngài. Vậy Đức Phật Thích Ca là ai? Kính thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca, thưa đại chúng, là nguyên là một vị hoàng thái tử con vua. Ngài sinh vào năm 624 trước công nguyên ở một cái nước tên là Ca Tỳ La Vệ. Nước ấy bây giờ nó ở phía bắc của Ấn Độ, nó giáp danh với Nepal đó, nó giáp với Nepal. Cái tên nước ấy là Ca Tỳ La Vệ. Cha của Ngài là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Chùa mình ấy, Thầy đang cho tạc hai pho tượng vua cha và Hoàng hậu mẹ của Phật là ở trên cái khu nhà tổ trên này, đang tạc mà chưa xong. Thầy đang thuê một cái chú thợ tạc tượng, nhưng mà đúng là tạc tượng của hai ngài rất khó, khó lắm. Thân thể mọi cái thì chú làm được rồi, nhưng còn riêng cái diện, cái mặt đó, làm mãi không xong, rất là khó. Vì là một cô gái, đúng là cô gái Ấn Độ, một hoàng hậu Ấn Độ, khó lắm con ạ. Và một ông vua người Ấn, trước thầy bảo chú, ông vua này phải có cái râu quai nón, thì chú lại cho râu quai nón nhiều quá, che gần hết mặt mất, không đẹp, lại phải sửa. Bảo hoàng hậu là mắt phải nhìn xuống, mắt phải, người Ấn Độ mắt ta mở to,
nên chú lại cho mắt to quá, thành nó hơi bị trố một tí, là không được các con ạ. Rất là khó. Trong cái nghệ thuật tạc tượng thì khó nhất ý là cái khuôn mặt đấy các con ạ. Làm người cũng thế, khó nhất khuôn mặt. Tay chân có thể thôi hơi cong, hơi lệch một tí, vai hơi so một tí, không sao, nhưng mà mặt là phải ra mặt. Nên cho nên là Thầy đang yêu cầu chú phải có phương án chỉnh sửa. Bao giờ xong thì sẽ cho các con lên chiêm bái tôn tượng của cha mẹ của Đức Phật. Thì vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, hai người lấy nhau đã lâu không có sinh con. Thì vua Tịnh Phạn lấy hoàng hậu Ma Gia và lấy cả em của hoàng hậu Ma Gia, tức là bà Mahabhasabade, hai chị em ruột cùng làm vợ vua cả. Thì vua với hoàng hậu rất là lâu không có con và mong cầu thái tử lắm để nối ngôi. Mãi đến cái năm mà vua cũng phải năm mấy, gần 60, hoàng hậu cũng cỡ bốn mấy và gần hết cái tuổi sinh rồi, nếu theo phụ nữ bây giờ là gần hết tuổi sinh rồi. Thì vua và hoàng hậu khao khát lắm các con ạ. Làm vua mà không có con nối ngôi thì đại chúng thấy thế nào? Khao khát lắm các con. Mình là người tài gia, có một cái gia tài bé bé, phải không? Một con trâu, mấy cái cày, vài cái nồi, thế mà cũng còn muốn có đứa con nối dõi, kế tự, phải không? Không hổ một ông vua ngồi trên ngai vàng, cả một đất nước như thế, thì mong hoàng tử nối ngôi lắm chứ, mong có lắm. Trong các hoàng tử con ạ, thì cái vị nào mà sẽ được chọn làm người nối ngôi thì được gọi là thái tử, hay gọi là hoàng thái tử, tức là người con lớn. Người con lớn, cái chữ thái là lớn. Con chói quạt cho thầy, chuyển quạt đi, lạnh. Yeah. Người con lớn, người con mà chắc chắn sẽ được làm vua thì được đặt là hoàng thái tử. Đó. Thế thì Đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia mong lắm, mong đứng mong ngồi, cầu lễ các nơi. Trong một cho nên hai ông bà phát tâm làm rất nhiều việc từ thiện các con ạ. Làm nhiều việc từ thiện lắm, đi giúp cứu giúp dân nghèo chỗ này chỗ kia. Thế thì trong một cái buổi lễ, hôm là buổi lễ các vị tinh tú, sau khi lễ tinh tú xong ấy, lễ các vị sao thì hoàng hậu tổ chức bố thí cho người nghèo. Sau khi mà làm cái nghi lễ bố thí cho người nghèo xong thì bà hồi cung và nằm nghỉ. Khi nằm nghỉ thì hoàng hậu mới chập mắt được một lúc, thì bỗng mơ thấy có một con voi trắng như tuyết từ trên trời bay xuống. Và voi nó ngậm một bông hoa sen rất là đẹp, và nó có 6 cái ngà từ từ cưỡi mây từ trên trời bay xuống đến bên cạnh bà, và nó chui qua cái hông bên phải vào bụng. Đấy, hoàng hậu nằm mộng thấy thế. Thì sau đó thì hoàng hậu thấy một cái mùi hương thơm rất lạ kỳ thoang thoảng, và bà tỉnh giấc. Tỉnh giấc ra bà mới kể chuyện cho vua, cho chồng nghe, là vua Tịnh Phạn. Thì vua Tịnh Phạn mới nói rằng, mới cho mời các nhà gọi là tiên đoán xuống đến. Các nhà tiên đoán đến thì nói là hoàng hậu sẽ thọ thai một hoàng tử mà đặc biệt đó. Và quả nhiên thưa đại chúng, sau đó thì hoàng hậu thụ thai đủ ngày đủ tháng. Thì đến kỳ sinh ở Ấn Độ ngày xưa đó, người ta có một cái tục lệ là người con gái khi mà sinh con thì bắt buộc phải về nhà cha mẹ đẻ để sinh nở ở bên đó, chăm sóc con ở bên đó một thời gian. Tại sao lại thế? Con thấy thầy nghĩ nó cũng có lý lắm. Con gái về cha mẹ đẻ, nghe không? Vì cha mẹ đẻ bao giờ cũng thương con gái, đúng không? Đúng không mấy đứa con gái? Đấy, ngay cả bố mẹ thầy cũng thế, thầy cũng thấy thương con gái dữ lắm. Nghĩ là nó đi lấy chồng, nó vất vả về nhà chồng, không biết bố mẹ chồng nó có thương, anh em chồng có quý không, hay lại đầy đọa nó, cho nên về nhà bữa nào là bù chỉ cho nó bữa đấy, nghe không? Thế thì khi mà con gái mà sinh con về nhà cha mẹ đẻ là rất hợp lý. Mẹ đẻ chăm con gái, chăm cháu, à, cháu ngoại mà, đúng không? Ngoại có quý không con? Đấy, người ta bảo cháu ngoại quý. Đấy, thế cho nên là cái tục lệ của Ấn Độ họ cũng rất hay. Chứ còn á, người con dâu ở nhà chồng mà đẻ con mà bảo mẹ chồng chăm rồi anh em chồng chăm thì chưa chắc đã được tốt như
như nhà mẹ đẻ đâu. Cho nên là Thầy nói là mấy chàng trai sau này nhưng mà có vợ, nếu mà vợ đẻ cứ cho về gửi về bố mẹ, mẹ vợ đã yên tâm, vừa nhẹ. Cái đấy là cái thật đấy. Cho nên cái tục lệ ở Ấn Độ đến bây giờ họ vẫn thế, họ vẫn giữ thế. Con gái sinh con là về, về nhà cha mẹ đẻ. Thế thì Hoàng hậu Maja cũng thế. À, hôm ấy đang trên đường từ kinh đô Ca Tỳ La Vệ trở về, về quê mẹ đẻ mà sinh, thì đi đến một cái khu rừng rất là đẹp gọi là vườn lâm rừng Lâm Tỳ Ly. Thì đến đó bà trở dạ. Khi mà trở dạ thì bà mới xuống xe, một tay vịn lên cái cây này gọi là cây hoa vô ưu, cây hoa vô ưu. Trong chùa mình có cái bức tranh cây hoa vô ưu đó. Thì bà vịn vào đấy, và khi bà vừa vịn lên đấy thì bà liền hạ sinh hoàng tử. Trong kinh thì nói khi mà hoàng hậu hạ sinh hoàng tử thì chim hót líu lo, các hoa đua nở, hoàng mây trời rất là đẹp, vần vũ rất đẹp, rồi kể cả trên trời có nhạc trời nó vang lên, những cái gì đấy rất là hay. Thế thì khi mà thái tử vừa mới hạ sinh, mọi người đỡ thái tử xuống cái thì bỗng dưng thái tử liền bước đi 7 bước các con ạ. Cái sự tích mà thái tử đi 7 bước này này, ngày xưa thầy đọc thầy cũng nghi ngờ lắm. Thầy bảo cái này lại hoang đường rồi. Vì các con biết thầy là nhà khoa học nên thầy rất ưa cái gì nó phải khoa học, rất cụ thể mới tin. Thầy bảo làm gì có chuyện mới đẻ mà lại đi được 7 bước, vô lý. Nhưng hôm vừa rồi thầy mới xem một cái clip, một cháu bé hình như người ở bên ở Cuba hay sao đó, sinh ra bà đỡ đỡ cái này là mới đỡ thành cái là cháu nó đứng, nó đi luôn mấy bước luôn, đi luôn 3 phần từ đầu cái giường đỡ đi xuống dưới luôn, đi hẳn hoi. Cho nên thầy có nói ban thông tin của chùa lưu lại cái clip đó. Thế lúc này thầy mới ngạc nhiên, ồ đúng rồi, như vậy cái chuyện mà nói thái tử đi 7 bước là có thật. À, là có thật, vì cái cháu bé kia nó cũng đi, nó đi không phải 7 bước đâu, nó phải đi 90 bước. Nó bước chân đi như người đi, như người lớn đi này này. Tất nhiên cái bà đỡ vào tay nó. Đấy các bạn, đỡ vào tay nó mà nó bước chân nó đi à nó. Thế thì thầy mới ngạc nhiên, thầy bảo thế này thì chuyện thái tử là con người đặc biệt. Thái tử sinh ra đi là thật, không phải là trong kinh bịa ra. Có nhiều người sau này họ nói là kinh Phật bịa những chuyện này. Nhưng mà thầy mới thấy là đúng thật. Kinh Phật nói đúng sự thật. Đúng là thái tử đi 7 bước. Và đến bước cuối cùng thì thái tử giơ một tay lên trời, một tay xuống đất. Mấy hôm nữa chùa mình tổ chức Phật đàn, các con sẽ nhìn thấy pho tượng ấy. Nghe, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và cất tiếng nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dịch nghĩa là trên trời, dưới trời và thì có ta là tôn quý nhất. Nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử, tất cả thế gian đều bị sinh già bệnh chết. Đó, Ngài thì đã vượt qua rồi. Đấy, Ngài nói một câu như vậy: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Hôm nay các con có thể rất dễ nhớ cái câu này. Vào nhất thiết thế gian, tất cả thế gian sinh lão bệnh tử. Sau khi mà thái tử nói câu đó xong thì các cả cung phi đấy họ đến, họ đỡ thái tử, lúc ấy mới bế thái tử vào, cho vào lồng, cho lên xe lại rước về cung và báo tin về cung là hoàng hậu sinh hoàng thái tử. Thì vua Tịnh Phạn mừng sung sướng vô cùng con ạ. Một ông vua ở trên ngai đến 50 mấy 60 tuổi mới có một mụn con, thì các con thấy ông sướng thế nào. Nghe cái cảm thức của người được làm cha, mong mỏi bao nhiêu năm tháng được có người nối dõi, thế là hạnh phúc lắm. Cho nên đức vua là lệnh cho dân chúng nào gọi là ăn mừng, mở tiệc ăn mừng liền mấy tháng liền luôn, toàn dân ăn mừng. Đấy, cả dân lúc nào ăn chơi nhảy múa hát hò vui vẻ, mà dân người ta cũng mừng thật. Người ta thấy thái tử sinh ra đời người ta sướng lắm, người ta mong lắm chứ. Vì vua và hoàng hậu là hai người rất là nhân đức, luôn luôn thương dân. Đấy, cái chế độ quân chủ ngày xưa nhưng mà lại rất hay các con ạ. Được ông vua mà tốt ý, vào thì dân rất sung sướng.
quân chủ, nhưng mà nếu phải được cái người vua tốt thì đất nước rất sung sướng. Thế thì sau khi mà đón được Thái tử về cung rồi, thì Đức Vua cho mời các vị gọi là tiên tri, tiên đoán đến để xem tướng cho Thái tử. Thì đầu tiên Đức Vua cho mời các con ạ, cho mời một vị tu sĩ, nó gọi là đạo sĩ, tu đã lâu năm lắm rồi, ông này cả trăm tuổi rồi, ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn, mời ông xuống về xem tướng cho Thái tử. Ông này xuống, ông ấy, thì khi mà trong cung bế Thái tử ra, ông nhìn thấy Thái tử một cái là ông đã lễ sụp xuống rồi. Ông hết sức ngạc nhiên, cái tướng của Thái tử vô cùng đặc biệt, đẹp đẽ con ạ, nước da sáng vàng rất là đẹp. Và ông nhìn kỹ thì thấy Thái tử có đủ 32 hảo tướng, gọi là 32 hảo tướng, tướng tốt đấy con ạ, 80 cái vẻ đẹp. Thì ông ta kinh ngạc, ông ta mới chắp tay, ông mới tâu với Đức Vua rằng: bệ hạ sinh được một hoàng thái tử đặc biệt, đây sẽ là bậc vĩ nhân. Con người này nếu sống đời tại gia thì sẽ là bậc chuyển luân thánh vương, trị vì hết cả bốn châu thiên hạ, trị vì tất cả thiên hạ. Còn nếu người này mà xuất gia thì sẽ tu hành thành Phật, cứu độ tất cả chúng sinh. Ông nói như vậy, nếu mà xuất gia. Nè, thì ông cười rất sung sướng, nhưng sau đó thì ông ấy lại khóc. Nè, ông lại khóc. Thế thì vua Tịnh Phạn mới bảo: tại sao ngươi lúc cười lúc khóc ấy? Thì ông này, ông A Tư Đà này, ông bảo: tâu bệ hạ, tôi cười vì tôi mừng cho vua, cho đất nước có được thái tử anh minh. Nhưng tôi buồn, tôi tủi phận tôi là vì tôi già quá rồi, tôi sắp chết rồi, tôi sẽ không được thọ nhận sự giáo dưỡng của vị thái tử này. Tôi sẽ chết, gần tới đây tôi sẽ chết, tôi không được thọ nhận sự dạy dỗ của vị thái tử này, cho nên tôi buồn mà tôi khóc nấc lên như vậy. Đó, sau đó thì ông cáo biệt vua và ông ra về. Thì đại chúng biết ấy, thái tử đúng là còn hơi quý hơn là ngọc, là vàng. Vàng ngọc không bằng thái tử. Cả toàn thể cung là quý thái tử lắm, tất cả, và mọi người vui lên vì có thái tử. Cho đến người hầu trong cung người ta cũng vui. Đại chúng thấy không? Tức là có những con người khi xuất hiện là đem lại niềm vui cho bao nhiêu người. Cũng có người khi xuất hiện để đem lại cái nỗi khổ cho bao nhiêu người. Nhưng mà Ngài sinh ra đem lại niềm vui, hỷ lạc cho bao nhiêu con người. Toàn cung tưng bừng vui vẻ lắm. Thế sau đó thì Đức Vua thấy ông A Tư Đà, ông tiên đoán như vậy, Đức Vua cũng vẫn còn nghi ngờ. Đức Vua lại cho triệu 5 vị tướng sư nữa đến, thuộc dòng Bà La Môn, đến cùng để tiếp tục xem tướng cho Thái tử. Thì 5 vị tướng sư này đến, tất cả đều nói là Thái tử là con người đặc biệt nhất thế gian này. Những cái tướng tốt này không ai có thể có được. Các đại chúng, tướng tốt là gì đấy? Các con nhìn tướng Phật đấy. Ví dụ như là mắt thế nào, mũi ra làm sao, tai thế nào, miệng thế nào, cổ thế nào, vai thế nào, ngực thế nào, tay chân thế nào. Đấy đều là tướng tốt đấy con ạ. Đấy. Ví dụ như là bàn chân của Phật nó bằng phẳng. Bàn chân của mình các con thấy nó lõm khoét vào không? Nhưng chân Phật bằng phẳng. Chân đi sang Ấn Độ các con xem những cái tượng hay những tượng bàn chân Phật ấy, nó bằng phẳng. Thế giờ dưới lòng bàn chân ấy, thì nó lại có một cái hình bánh xe. Bánh xe mà nó có hàng ngàn giống cái những cái căm xe đấy, ở trong đấy rất là nhiều. Đấy, thế rồi răng của Phật chẳng hạn thì là có đến 42 cái răng. Và 40 thì xin lỗi. Còn chúng ta thì chỉ 28 cái răng thôi. Ai mà khá giả tí thì được 32 cái răng. Nghe không? Đấy, còn Phật những 40 cái răng, 20 cái hàm trên, 20 hàm dưới. Đó, đấy là những cái tướng tốt. Rồi thân Phật tất cả mọi cái nó đều đẹp đẽ. Đấy, cho nên gọi là tướng tốt. Tay của Phật mà đứng buông thõng là dài quá đầu gối.
À, tí nữa các con đứng xem tay mình có dài đến gối không? Tay mà dài chấm gối cũng là người đặc biệt lắm rồi đấy. Phật là dài quá gối luôn. Tức là cái người, ý là cái người linh hoạt, kinh bang tế thế. Cái, trong cái tướng là nó như vậy đấy, đầy đủ các tướng tốt. Thế thì năm cái ông tướng sư này đến ông này đoán thì ông bảo Thái tử là con người đặc biệt. Riêng có một cái ông tên là ông Kiều Trần Như thì ông khẳng định, tôi khẳng định Thái tử lớn lên sẽ đi tu, sẽ xuất gia. Chắc chắn như vậy, tôi khẳng định như vậy. Thế thì Đức Vua Cha Tịnh Phạn buồn lắm. À, từ bây giờ là ông bắt đầu dắp tâm lên kế hoạch làm thế nào để mà ngăn cản không cho cái ông con này đi tu được đây. Nghe không? Bắt đầu lên kế hoạch. Thì các con biết không? Vua Tịnh Phạn bắt đầu triển khai kế hoạch cho xây cho Thái tử hàn ba cung điện luôn. Vua thì ở một cung thôi, nhưng mà Thái tử cho hàn ba cung. Cung điện mùa nắng, cung điện mùa mưa và cung điện mùa đông. Ấn Độ nó có ba cái mùa như thế, mùa nắng, mùa mưa, mùa đông. Mùa nắng thì trồng ao, có cái hồ gọi là hồ sen xanh. Cung điện mùa mưa thì cho hoa sen đỏ. Cung điện mùa đông thì cho hoa sen, sen trắng. Và tất cả các cung điện đều có đường nối thông với nhau, rất là đẹp. Trong các cung này đều bố trí có cung nữ để mà hát ca rồi văn nghệ cho Thái tử. Có thể nói rằng Thái tử được đặt tên sau khi mà xem tướng cho Thái tử xong đó, thì vua cha đặt tên cho Thái tử là Tất Đạt Đa. Cái chữ Tất Đạt Đa đấy các con ạ, dễ nhớ lắm. Tất Đạt Đa tức là thành tựu tất cả mọi cái nguyện ước của mình. Tất đạt mà đó, đa tức là nhiều. Tất Đạt Đa thành tựu tất cả những cái ước nguyện của mình. Bác Hồ của chúng ta cũng có tên là Tất gì con? Nguyễn Tất gì? Nguyễn Tất Thành đấy. Cũng hay đấy, các cụ ngày xưa đặt tên con hay lắm. Các cụ mà nhà nho nhà mình đặt tên con hay lắm. Chân bác có tên là Nguyễn Tất Thành, hay lắm. Thế nhưng mà cũng có nhiều cụ thì đặt tên con cũng rất bừa bãi. Quê thầy thôi, thầy cũng trộm nói vui. Có cái bác này, bác đặt tên con bác nào? Bướng bỉnh chỉnh thỉnh thoảng. Tức là con cái đặt tên là bướng bỉnh chỉnh thỉnh thoảng. Không biết thì các anh này sau này có đổi tên trong chứng minh thư không? Cụ đặt tên con đấy. Thế có cụ nuôi con khó quá thì đặt tên con là mẹt, là thớt, là dế, lung tung hết cả. Tên là đặt tên để cho dễ nuôi, mà tên nó mà đẹp nó khó nuôi. Đấy, cái tên, nhưng mà thực sự thầy nói cái tên người là một cái văn hóa. Các con thấy không? Một cái nét văn hóa đấy. Ví dụ cái người tên là Hiền ấy, thì thầy tin là người này sẽ ít hung dữ. Vì cái gì người ta mà chị Hiền ơi, chị Hiền ơi thì làm sao mà lại còn giữ được nữa chứ, đúng không? Đấy, nó sẽ đỡ hơn, đúng không? Chứ còn cái tên mà nghe nó xấu quá, nó ấy mình cũng ngại, xưng tên cũng ngại chứ. Đó. Thế thì Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa. Cái này các con rất dễ nhớ. Những người nào lần đầu tiên nghe thầy nói về đạo Phật sẽ nhớ Tất Đạt Đa, thành đạt tất cả các cái ước nguyện của mình. Tức là Đức Vua rất kỳ vọng vào người con này, muốn con mình nó sẽ lên ngôi, nó sẽ thành tựu tất cả một cái giống như mình vậy đó. Và vua Tịnh Phạn lên cái kế hoạch vào để mà cho con mình nó được sung sướng và lấy cái vui của dục lạc để mà cho con mình nó quên đi tất cả những cái gì trong tâm của nó. Mình không biết tâm nó nghĩ gì, nhưng thôi cứ cho nó suốt ngày vui vẻ hát ca, ăn uống, chơi bời để cho nó quên đi. Nghe không? Vì nghe mấy ông tướng sư ông đoán là cái vị Thái tử này sẽ đi tu đấy, là lo lắm chứ. Canh cánh bên lòng mình đẻ được mỗi một con, bây giờ nó lại đi tu thì thôi, còn có giá trị gì nữa. Nghe không? Ngai vàng này bỏ hết đó. Thế và các con biết nào không? Thái tử thì càng lớn thì càng đặc biệt. Tất cả những tinh anh tuấn tú của Ngài nó càng phát lộ ra, mà con người đặc biệt luôn. Cái đẹp đơn thể. Bây giờ người ta đóng phim về Đức Phật ấy, rất nhiều, nhưng mà thầy nói các diễn viên cố đóng này nó, nhưng mà thầy nói tất nhiên không ai có thể được đẹp như Phật cả. Có người ta đắp mũi, có người ta đắp tai để cho nó giống, nhưng mà trông nó vẫn già già. Nghe không? Cái người Ấn Độ người ta có cái nét đẹp của nó, nét đẹp rất là hay, thanh thoát, nó có cái hay lắm.
Thế thì các con biết Thái tử lớn lên được ăn học rất chu đáo, đã gọi là Thái tử mà, con vua mà, được dạy dỗ văn võ song toàn luôn. Tức là văn võ về trí của Ngài, tuệ của Ngài thì không ai bằng. Đến học với các ông thầy thì chỉ học một thời gian là bằng thầy luôn rồi. Ông thầy ông lại bái thôi. À, đấy. Mà Thái tử còn nhỏ đấy chứ. Vâng. Mấy tuổi, 6-7 tuổi đi học, học một tí thôi là kiến thức bao nhiêu nắm được hết rồi. Bằng thầy và còn vượt minh hơn thầy luôn. Đó. Về võ cũng thế, Thái tử võ rất là giỏi. À, trong cái cuộc thi bắn cung đó, thì các cái vị mà các cái tay mà gọi là xạ thủ đấy, họ bắn ấy, thì bắn giỏi nhất, một tay giỏi nhất là bắn xuyên được 3 lớp mâm đồng. Nhưng mà Thái tử bắn một cái mũi tên này xuyên qua 7 lớp mâm đồng. Đấy, ở trên bức tranh ở chùa mình đấy, có bức tranh đó, bắn một mũi tên xuyên 7 lớp thì các con biết được nó giỏi như thế nào. Nghe không? Thái tử rất là giỏi. Một con người tài đức như thế, nhưng mà nó rất đặc biệt là Thái tử lại có một cái tâm hồn rất là nhạy cảm, một cái tâm rất là đặc biệt là rất từ bi, thương yêu các con vật dữ lắm, thương người quý vật lắm. Địa vị mình là Thái tử, nhưng mà đối xử với tất cả kẻ ăn người ở trong cung, kẻ hầu người hạ, Ngài rất nhân từ, không chỉ đối với người mà đối với cả từ con vật. Vào một con chó nó bị thương, Ngài cũng bế, cũng băng vết thương cho nó. Một con thỏ, một con chim, tất cả Ngài đều rất săn sóc, một cái tâm rất là đặc biệt, rất nhân ái. Người ta cảm nhận ở Thái tử là con người như vậy các bạn ạ, một con người hoàn thiện như vậy, nhân cách rất đặc biệt, rất đặc biệt. Cho nên ấy, vua cha thì lại càng yêu dấu Thái tử. À, chỗ này có một cái chi tiết thầy kể các con quên mất là sau khi mà sinh Thái tử được 7 ngày thì mẹ của Thái tử tức là Hoàng hậu Ma Gia Băng Hà sinh 7 ngày thì bà mất. Cho nên ấy, Thái tử được dì ruột cũng là Hoàng hậu, nghe, là bà Maha Ba Xà Ba Đề nhận về nuôi. Bà Maha Ba Xà Ba Đề là em ruột của Hoàng hậu Ma Gia, cũng làm vợ của vua, nghe, làm vợ vua. Bà nhận nuôi Thái tử và con của bà ấy là Nan Đà thì bà lại giao cho vú nuôi nuôi, mà nuôi con của chị. Thế là các con thấy là Thái tử có một cái phước lành, ai cũng yêu quý, nghe, tất cả. Đấy, dì ruột nuôi mình, cho mình bú, mà con của dì ruột này đẻ cho người khác nuôi. Thế, đấy thì các con thấy, đây cái chỗ này để sau này các con thấy cái tích về Đạo Phật rất nhiều cái. Thế thì Thái tử được lớn lên trong một cái môi trường sung sướng như vậy. Trong kinh nói là Thái tử nói chân ta chưa hề đặt xuống đất, một bước chân đi đều được trải thảm hết, trên đầu có tàn có lọng để che chắn, không bị xương bị khói bao giờ cả, và một cuộc đời trong nhung lụa sung sướng êm ấm như thế. Và đặc biệt nhất ý, vua cha còn ra cái lệnh là gì? Tất cả những ai trong cung thành mà có biểu hiện già nua lụm khụm á, là cho ra ngoài thành. Tất cả những ai mà bệnh tật, mà ho sù sụ bệnh tật rên la, cho ra ngoài thành. Và tất cả ai mà chết ấy là phải ra ngoài thành làm đám ma, không được làm đám tang ở trong thành, và không được phép. Vì sao? Ông ấy không muốn để cho con mình thấy những cái cảnh khổ của trần gian, không muốn, không ra lệnh nữa. Cho nên trong cung, trong hoàng cung là gần như toàn là những người khỏe mạnh, trai tráng khỏe mạnh, và chứ không có những cái người bệnh tật già yếu trong đó. Đấy. Vì ông muốn chặn hết tất cả tư tưởng của Thái tử, không cho Thái tử sinh ra một cái tư tưởng là muốn đi tu cả. Thái tử ở trong cung cấm như vậy, thì các con biết rồi, tâm lý tuổi trẻ cũng giống như con, cũng muốn khám phá. Mình cứ ở trong cung như này suốt ngày thì chỉ hát với ca, vui chơi, nhảy múa, thưởng ngoạn, và thế này thôi. Rồi đàn, rồi hát, rồi bắn, rồi săn, rồi này khác. Thì Thái tử cũng muốn biết ngoài cung thành kia là cái gì chứ. Cho nên ấy, Thái tử có 3 lần lẻn đi chơi. Lần thứ nhất ấy, Ngài trốn ra cửa thành ở phía Bắc.
Thì hôm nay ấy, Ngài đi chơi cùng với cái cậu lính, anh này tên là anh Sa Nặc, cùng với anh này đánh xe ngựa đi ra ngoài cổng thành phía Bắc chơi. Đi rong ruổi chơi một hồi thì nhìn thấy một ông lão già, nghe không? Ông chống gậy, mà các con biết cái người Ấn Độ đấy, họ già thì họ già một cách rất đẹp, đúng không? Nó già là da nhăn nheo đâu vào đấy, đấy, chứ không phải như mình già đâu. Họ già đường nét đấy, cái đẹp của cái người già Ấn Độ nó già như là vẽ, nghe không? Đấy, ông cụ già nhăn nheo, râu tóc bạc, chống gậy, lưng còng như vậy. Thái tử cũng không biết cái người này là người gì, tại vì trong cung có nhìn thấy đâu. Thế bảo mới hỏi Sa Nặc là đây là người gì, biết là người nhưng mà người gì mà lại người lạ thế. Thế Sa Nặc bảo tâu thái tử, đây là người già. Bảo già là thế nào? Bảo già là sống lâu nó sẽ già, già thì da nó sẽ nhăn như thế, phải không? Mặt nó nhăn như thế, tóc nó bạc trắng như thế, râu nó trắng như thế, người lưng nó còng như thế đấy, phải không? Nó xấu lắm đấy. Thế thì thái tử bảo thế ta về sau này có bị già thế không? Thế Sa Nặc bảo là ngài cũng phải già chứ, con cũng già, ngài cũng phải già, ngài cũng sẽ như thế. Thế thì thái tử trầm tư suy nghĩ, mà sao mà lại mình cũng phải già thế? Thôi đi về, không đi chơi nữa, đánh ngựa quay về. Tuần sau lại trốn đi chơi lần nữa, đi ra cửa phía đông. À, đi ra cửa phía đông thì cũng đi rong ruổi chơi một hồi, thì chợt nhìn thấy bên đường, à, một người nằm ở đấy, đang bên cạnh cái vũng gọi là máu đờm ho ra và ho sù sụ. Thái tử bảo dừng xe lại xem đây là người gì. Thì Sa Nặc lại bảo muôn tâu thái tử, đây là người bệnh. Mà cái bà lão này bà bị bệnh đấy, bà đang ho đấy, chắc là bị bệnh lao phổi, bà ho ra máu đấy, đờm rãi nằm, bà đang mệt nằm ở vệ đường đấy. À, các con ai mà sau này có duyên đi Ấn Độ cũng thế, người Ấn Độ bây giờ cái cuộc sống của người dân quê Ấn Độ bây giờ họ vẫn rất là thấp đấy, họ vẫn ở những cái nhà các con biết không, đắp bằng phân trâu, lấy phân trâu họ dán lên tường, họ ở với trâu với bò với nhau, chung với nhau hết, họ ở rất khổ, ăn rất khổ. Cái cuộc sống cái người dân ở vùng quê của Ấn Độ vẫn rất nghèo khổ, nhưng ở đô thị thì có thể rất phát triển. Đó. Thế thì thái tử bảo người bệnh à, bệnh là thế nào? Bảo đấy, bệnh là như thế này đấy thái tử, bệnh là mình sống rồi nó già thì tự nhiên cơ thể nó sinh ra bệnh, nó phát sinh ra bệnh, nó mọc ung nhụ mụn nhọt rồi nó bị viêm tất cả các thứ, wow. Đó, đau đớn lắm, bệnh là đau đớn lắm. Thái tử còn khỏe mạnh này, thái tử chưa thấy bệnh đâu, nhưng mà rồi thái tử cũng sẽ bị bệnh đấy, ai rồi cũng phải bệnh, sống rồi sẽ phải bệnh đấy. Bệnh là như vậy, đau đớn lắm đấy. Thế là ông Sa Nặc ông mới véo cho thái tử một cái, ở đây nó đau giống như con véo ngài thế này, đau như thế nó đau hơn nhiều, nó đau ở trong xương cơ, còn đây con véo ở bên ngoài. Thế thái tử mới trầm ngâm lại quay xe về, à, ta cũng bị bệnh như thế này ư, rồi một ngày nào ta cũng nằm rên la như thế này ư. Ngài về lại suy nghĩ, suy tư, về trằn trọc suy tư. Một tuần sau lại đi chơi nữa, khám phá cho hết bốn cái cửa thành này xem nó bên ngoài như thế nào. Đi chơi cửa thành phía nam thì cũng đi một hồi rong ruổi ngựa trên đường, hai thầy trò một hồi thì nhìn thấy xa xa có một toán người, họ mặc áo trắng, thế rồi có tiếng khóc. Đi đến nơi thì thấy có bốn người khiêng một cái cáng, bên trên để một cái người mà phủ cái khăn trắng. Thì thái tử bảo họ làm gì đấy? Sa Nặc mới bảo tâu thái tử, đây là một cái đám tang, họ đang đưa cái người chết này ra chỗ để hỏa thiêu đấy. Thế à? Thế thái bảo thôi thì mình đi theo họ đi, để ta xem thế nào. Thế là hai người cứ lóc cóc đi theo cái đám tang ấy, và họ đưa ra bên cạnh một cái bờ sông. Các con biết này, đến bên bờ sông thì họ hạ cái cáng xuống, bỏ cái khăn ra, thì thái tử mới nhìn thấy cái xác chết ở đấy,
Đó. Thế thì Sa Nạc bảo đấy, đấy là cái người chết ấy, là người mà là người chết rồi Thái tử ạ. Thế Thái tử bảo người chết là thế nào? Không biết người chết là gì. Đó. Các con thế nếu mà không gặp người chết làm sao mình biết người chết là gì? Người chết là gì? Bảo người chết nghĩa là họ không động đậy được, họ không nói cười, họ không ăn uống, họ không biết gì nữa. Đấy, và cái xác này này mấy hôm nữa nó sẽ thối ra Thái tử ạ. Sẽ phải vứt đi. Họ là người chết, chết tức là không phải là người nữa. Đấy. Thế thì Thái tử bảo, thế ta có bị chết không? Sao nó bảo Thái tử cũng phải chết chứ. Làm sao mà Thái tử tránh được? Ai rồi cũng phải chết hết. Đã sinh ra là đều phải chết hết, nghe không? Và chết là như vậy đấy, bỏ hết, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh em, bỏ vợ con, bỏ hết. Kể cả Thái tử sau này chết cũng phải bỏ cả cung vàng đấy nhá, nói trước cho Thái tử biết đấy. Nên Thái tử buồn nghĩ, ta cũng phải chết. Ta đang trẻ đẹp thế này, ta cũng phải chết như cái xác chết này ư? Cũng sẽ phải có ngày nằm bất động như cái xác chết này ư? Nghe không? Thôi, đi về. Thế là lại bắt đánh ngựa về cung. Khi về cung rồi thì Thái tử trầm tư lắm. Lần này suy tư rất nhiều. Thái tử suy nghĩ, tại sao con người, kiếp người sinh ra lại phải già, lại bị bệnh, rồi cuối cùng lại là chết? Mà chết là cái gì nhỉ? Sao mà lại buồn thế nhỉ? Chết lại làm bất động thế nhỉ? Không biết nói cười gì cả. Thế thì là cái gì? Đó, những câu hỏi như vậy nó cứ lởn vởn trong đầu của Ngài ngày đêm không nguôi, tức là chúng làm cho Thái tử bất an, không có vui vẻ gì được. Các cung nữ mà hát ca gì Thái tử cũng không vui được. Thì Đức Vua Tịnh Phạn thấy con mình tự nhiên dạo này làm sao nó lại cứ buồn buồn trầm trầm thế này, không vui thú như những ngày trước. Thì Thái Hoàng Đức Vua lại càng ra sức tổ chức nhiều tiệc tùng, nhiều trò vui nữa, thuê cả những anh hề nổi tiếng về trong cung diễn để cho Thái tử. Nhưng mà Thái tử vẫn buồn, nét mặt vẫn rất là u buồn, không thể nào vui được. Vì trước sự thật của con người là như vậy, tại sao lại như thế? Nghe không? Thì sau đó các con biết không, 3 tuần sau Thái tử cũng để đi ra ngoài cho nó bớt buồn, lại đi cửa thành phía tây. Thì hôm này đi một lúc, hai thầy trò cùng với Sa Nạc đi đấy, thì chợt từ xa Thái tử nhìn thấy một cái gì đấy, cái áo màu vàng. Thế thì Thái tử mới hỏi Sa Nạc là ai kia, người nào kia. Sa Nạc mới đánh xe đến bảo, thưa tâu Thái tử, đấy là một vị tu sĩ đấy. Thái tử thấy hay hay bảo đánh xe đến đấy, kịp cái vị tu sĩ đấy xuống xe. Thái tử xuống thi lễ chào ông ấy. Thì ông tu sĩ làm cũng mà chào Thái tử. Thế thì Thái tử hỏi, thế ngươi là đang làm gì đấy? Thì vị tu sĩ bảo, tôi là tu sĩ. Bảo tu sĩ để làm gì? Tu sĩ, tôi đi tu, tôi làm tu sĩ để tôi dứt mọi tất cả phiền não đau khổ của cuộc đời. Tôi muốn mong cầu cái giải thoát đau khổ, và tôi mong muốn tôi cũng giúp cho tất cả mọi người hết những cái đau khổ, phiền não, vì tôi thấy cuộc đời này đau khổ, phiền não lắm. Đó. Thế thì Thái tử giống như là có một cái gì chạm vào trong tim của mình, toàn thân Thái tử chấn động luôn. Nó giống như một cái gì đấy từ tiền kiếp Ngài cũng đã ấp ủ rồi ấy. Chân Ngài bảo, đúng rồi, đây sẽ là con đường của ta sẽ đi. Đây sẽ là con đường ta sẽ đi. Thái tử cảm ơn vị tu sĩ và nói Sa Nạc đánh xe ngựa về. Từ lúc đó về cung là Thái tử ôm ấp nuôi cái mộng sẽ có ngày mình phải xuất gia như vị tu sĩ kia. Mình phải làm sao cho mình hết khổ, và mình muốn cho tất cả muôn dân hết khổ. Cái khổ gì? Khổ già, bệnh, chết. Cái khổ của miếng cơm manh áo, cái khổ của bao nhiêu chuyện trên đời này. Bây giờ mình mới ngộ ra cuộc đời này đau khổ thật. Khi đi tiếp xúc với dân chúng như thế, ra ngoài gặp gỡ các cảnh, Thái tử thấy và cái mộng xuất ra nó nằm sâu trong tim của Ngài. Nó thúc giục Ngài hàng ngày, hàng giờ. Thì các con biết không?
Sau đó vua cha Tịnh Phạn thấy thái tử càng ngày càng ủ rột và một cái gì đấy nó rất là lạ thường, thì vua cha lo lắm. Lúc này thái tử cũng lớn rồi, nghe không? 15, 16 tuổi rồi, đến tuổi lấy vợ được rồi, nghe không? Thôi bây giờ nghĩ cách chỉ có cho nó cô vợ thôi là sẽ giữ được chân nó. Thế ở ngoài đời giờ các cụ nhà mình cũng nghĩ thế đấy, mà muốn con trai mình nó bớt chơi bời và bớt bạn bè chơi bời đây đó, tôi cưới cho nó cô vợ, thế là vợ nó trói chân nó rất chặt, đúng không? Thế là vua Tịnh Phạn cũng nghĩ thế. Thế là ông bắt đầu ông đi tuyển vợ cho thái tử. Và trong các cái cô công chúa của các nước lân bang thì vua Tịnh Phạn tuyển được cô công chúa đẹp người, đẹp nết và bậc nhất, đó là công chúa Gia Du Đà La. Gia Du Đà La đó. Thì các con biết không, Gia Du Đà La rất là đẹp, một công chúa rất là đẹp, gọi là đức hạnh, dung nhan đều là tuyệt trần, thì mới sánh vai với thái tử con mình được chứ. Và làm một cái lễ cưới rất long trọng. Thì tất nhiên thái tử đối với Gia Du Đà La, hai người cũng rất yêu quý nhau, rất yêu nhau. Nó cũng là cái duyên tiền kiếp đấy các con ạ. Và hai người sống trong cung, vợ chồng thái tử và Du Đà La sống trong cung một cuộc sống rất là êm đềm, coi như là sung sướng quá rồi, không phải lo một cái gì, vua cha lo hết rồi. Nhưng đại chúng biết không, cái tâm mà mong mỏi xuất gia của thái tử nó vẫn canh cánh, không hết được. Cái này thì tại sao mà thầy lại rất là thông cảm với thái tử? Vì chính kinh nghiệm từ bản thân thầy, khi mà thầy biết đến đạo Phật và thầy có cái nguyện đi xuất gia, thầy cũng ấp ủ nó bao nhiêu ngày tháng, 10 năm đấy các con ạ. Đến cái đội mà nó khó khăn, lúc thầy tưởng thầy không thể đi tu được, hai cụ thân sinh ra thầy là bắt ép thầy dữ lắm. Cụ bảo là anh ấy cứ lấy vợ, anh đẻ tôi một thằng cu đi xong rồi anh đi tu. Còn nếu không thì anh đào hố, anh chôn tôi xuống đi. Anh chôn xong thì anh đi tu. Anh cứ đào hố, anh chôn tôi. Các cụ ép thầy đến như vậy. Căng thẳng lắm, các con biết không? Mà tâm thầy khi thầy giác ngộ đạo Phật là thầy muốn đi tu lắm. Thế nhưng mà các cụ căng thẳng như thế, gia đình, dòng họ căng thẳng, thầy không biết làm sao. Cuối cùng thầy tính là thôi kiểu này thì thôi chắc mình phải tu tại gia đấy. Lúc ý là thôi thì nghĩ là thế này thì không tu được rồi. Cho nên thầy gọi là thầy cũng suýt nữa là có vợ đấy. Có người yêu rồi, suýt nữa có vợ, con hiểu không? Nhưng mà cái tâm tu của thầy nó vẫn khao khát, vẫn đầy ở trong lòng. Cho nên mặc dù có bạn gái, thầy đã kể các con chắc biết cái sơ qua cái lịch sử của thầy rồi, nghe không? Nhưng mà lòng vẫn khao khát đi tu. Cho nên hai đứa tuy là yêu nhau nhưng mà thường xuyên là đi chùa là chính đấy. Đến chùa này thăm chùa kia, thăm lễ Phật, đọc kinh sách Phật. Đấy là cái tình của thầy ngày xưa đấy. Và kể cả khi mà đã chạm ngõ rồi, có cái lễ chạm ngõ rồi đấy. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái tâm đi tu nó vẫn rất thiết tha. Và thầy đã quyết định vẫn đi tu đấy con ạ. Đó, đấy là cả một vấn đề. Thầy, cho nên thầy rất là hiểu được cái tâm trạng của thái tử Tất Đạt Đa. Thầy rất thông cảm được. Nghe không? Mặc dù Gia Du Đà La là người gọi là đức hạnh, dung nhan vẹn toàn, rất là đẹp, nhưng mà cái chí nguyện, cái tâm nguyện tu hành của thái tử rất là lớn. Và các con biết không, đến cái năm thái tử 19 tuổi thì công chúa Gia Du Đà La lại hạ sinh một người con, nghe không? Một người con nữa. Thì lúc này á, thái tử Tất Đạt Đa thì đương nhiên thầy nói với tư cách là một người cha, một người chồng thì rất yêu thương con, nhưng biết rằng mình có con bây giờ lại là một cái cản trở lớn nữa cho cái việc đi tu của mình. Cho nên ấy, thái tử mới đặt tên ấy, cho đứa con này của mình là La Hầu La. La Hầu La có nghĩa là chướng ngại, dịch nghĩa ra là chướng ngại. Đặt tên con là chướng ngại rồi.
Có con là cái này là khó khăn chướng ngại rồi đây. Cái chữ lào là chướng ngại đấy con ạ. Đấy. Thế và Thái tử biết rằng nếu bây giờ mà mình không đi tu thì càng gay go. Và cái tâm đi tu nó rất mãnh liệt. Đêm hôm ấy Thái tử chuẩn bị hết, nhất khoát phải ra đi thôi. Nghe không? Cái sợi dây trói buộc này càng ngày nó càng chặt đây này. Nghe không? Vua đã trói mình bằng nhiều thứ rồi, bây giờ phải đi thôi. Và các con biết không, tối đêm hôm ấy, ngày mùng 8 tháng 2 theo lịch Trung Quốc, thì vua Tịnh Phạn tổ chức một cái tiệc rất lớn trong cung. Thái tử cũng dự cái tiệc ấy, nhưng mà đến nửa đêm, khi mà mọi người tàn cuộc rồi, các cung nữ, các cái gọi là vũ nữ đấy, họ biểu diễn xong rồi thì họ cũng mệt, họ nằm lăn luôn ra cái sàn diễn ở trong cung đấy, họ ngủ. Ngủ thì nó mệt, mà nhảy múa thì các con biết người Ấn Độ nhảy rất là giỏi đúng không? Các cái vũ công Ấn Độ dành nhảy thì đẹp lắm. Họ mệt, nằm ra ngủ, ngủ mê man. Có cô thì rớt dãi miệng nó chảy ra. Thế rồi son phấn trên mặt nó nhòe nhẹt hết cả đi rồi, nó bợt bạt đi. Rồi áo, y áo nó xốc xách. Thì lúc ấy thì Thái tử thì cũng tàn cuộc, Thái tử mới đi qua cái phòng mà của các cái cung nữ này, các cái vũ nữ này họ nằm đấy. Thì Thái tử chợt nhìn thấy cái hình ảnh các cô nằm la liệt giống như những cái xác chết ấy. Thì hình ảnh cái xác chết mà mình nhìn thấy mấy năm trước nó lại hiện về. Thái tử chợt thấy ghê tởm, thấy ghê tởm. Và Thái tử bảo sợi dây trói buộc lại càng chặt, lúc này là lúc ta phải đi thôi. Thái tử ra lệnh cho cái anh lính hầu mở chuồng ngựa, dắt con ngựa kiền chắc ra. Đấy, cái bức tranh kia kìa, đấy, bức tranh cưỡi ngựa đấy. Dắt con ngựa kiền chắc ra. Và Thái tử quay về phòng, nhìn vợ và con lần cuối cùng. Nghe? Vợ và con thơ lần cuối. Nhưng mà các con biết không, chỗ này nó có một cái chi tiết rất là hay. Công chúa Gia Du Đà La vẫn nằm ở phòng chờ chồng về. Cho nên làm sao mà ngủ được? Một người vợ yêu chồng tha thiết như thế, và một người chồng cũng rất là đặc biệt như thế, làm sao? Cho nên Gia Du Đà La nằm ôm con chờ chồng về, chứ làm sao mà ngủ? Cho nên khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa hé cửa ra nhìn vào, Gia Du Đà La biết là chồng mình về đấy. Nhưng mà Gia Du Đà La linh tính rằng chồng mình về lần này là để tạm biệt mình mà ra đi. Như vậy đấy con ạ. Gia Du Đà La biết được cái chí nguyện ấy của chồng, cho nên ấy, không ngăn cản, không ngăn cản. Mà yêu chồng bao nhiêu thì mong muốn cho chồng được toại nguyện chí của mình bấy nhiêu. Cho nên ấy, khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa mở cửa nhìn vào, Gia Du Đà La biết nghe tiếng kẹt cửa liền quay mặt vào trong, không nhìn ra ngoài. Nghe không? Vì nhìn ra ngoài thế nào cũng phải nói một câu, hai câu thì lại càng khó dứt mà đi. Đấy các con thấy, đây Thầy nói cái chỗ này để cái tình yêu của cái người vợ, người ta yêu là yêu chồng đến như vậy. Không phải yêu chồng là muốn giữ chặt của mình, mà là làm cho chồng mình được toại trí, toại nguyện. Đấy là một cái tình yêu rất thật đấy. Tình yêu đấy không phải vị kỷ, thật là tình yêu vị tha. Cho nên Gia Du Đà La ôm con quay mặt vào trong, không nhìn ra ngoài. Các con biết không? Một sự hy sinh rất là lớn. Đấy, hy sinh lớn lắm. Đó. Và Thái tử nhìn vợ con lần cuối, khép cửa ra đi. Ra và đúng nửa đêm, ngày mùng 8 tháng 2, là Thái tử cùng với này Sa Nạc cưỡi con ngựa kiền chắc, là con ngựa hay nhất của hoàng cung, vượt thành đi xuất gia. Đó. Và khi mà đi rất là xa rồi, đến cái dòng sông Anoma đấy, thì Thái tử mới dừng lại và nói thật với cái ông Sa Nạc đấy là: ta hôm nay là đi tu, rời bỏ hoàng cung đi tu, chứ không phải là đi chơi đâu đâu. Bây giờ tất cả những cái trang phục của hoàng cung này ta cho con,
cho hết con đấy con mang về. À, ta sẽ mặc cái áo của người tu. Thái tử có chuẩn bị sẵn cái áo người tu rồi, âm thầm từ trước rồi mà. Đó, và thái tử mặc cái áo của người tu, người khất sĩ, người khất sĩ, giao lại cho Sa Nặc toàn bộ các cái trang phục của mình, à, của hoàng cung. Thế và cái con ngựa kiền trắc kia nó cũng rất là đặc biệt. Khi nó biết là thái tử đi tu thì tự nhiên nó cảm thương, nó giống lên ba tiếng rồi nó ngã ra, nó chết luôn tại chỗ luôn. Và Sa Nặc thì buồn khổ lắm, phải chia tay với một cái con người mà mình yêu quý thế này. Sa Nặc cũng tính đòi đi tu theo, nhưng mà thái tử nói không được, ngươi phải trở về cung báo cho vua cha, mang tất cả những cái này về cho vua Tịnh Phạn. Sa Nặc phải về. Và các con biết sau đó thì thái tử dấn thân vào con đường tu hành tìm chân lý. Thực sự là thái tử muốn tìm cho ra sự thật cuộc đời này là cái gì? Tại sao chúng ta là con người sinh ra, đáng nhẽ chúng ta phải được hưởng hạnh phúc, tại sao chúng ta lại phải khổ? Cái khổ đấy là cái khổ mà định sẵn là phải già, phải bệnh và phải chết. Và trên cái hành trình già, bệnh, chết này chúng ta lại phải chịu bao nhiêu những cái khổ khác nữa. Và yêu thương, giận, ghét, đủ thứ, tủi hờn trong đấy. Và bao nhiêu cái trong cái khổ, khổ chồng lên khổ, làm sao? Thế và cuộc đời con người chết rồi là còn hay hết đấy? Chết là còn hay hết đấy? Và tại sao mình không trường sinh, mình sống mãi? Tại sao lại phải chết? Mà chết là hết thì cuộc đời này thật sự có ý nghĩa gì? Phải không? Làm vua cũng để là được cái gì để rồi chết? Phải không? Thế thì vua với ăn mày cũng như nhau. Làm ác với lại cả sống thiện cũng như nhau, vì cũng chết cả thôi. Bao nhiêu câu hỏi là trăn trở. Vậy bản chất thật cuộc đời này là gì? Cái sự hiện sinh của mình ở trên đời này có ý nghĩa là thật là gì? Ngài trăn trở câu đó, muốn đi tìm chân lý, tìm sự thật. Và Ngài ra đi, một cái bình bát, khoác cái tấm y đấy và đi vào rừng sâu núi thẳm tầm sư học đạo. Đấy, gọi là 5 năm tầm sư. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm tất cả những vị thầy danh tiếng đó dạy cho mình các cái phương pháp tu tập. Các con ạ, nhé. Và các vị thầy khi dạy Thái tử thì đều cảm phục Thái tử vô cùng, vì Thái tử chọc một thời gian ngắn là bằng thầy thôi. Thì các vị thầy đều bảo có thể là Thái tử ở lại đây để cùng dạy đồ chúng với ta. Nhưng Thái tử đều không chấp nhận, vì mục đích của Thái tử là muốn tìm cho ra chân lý cơ. Nhưng ông thầy này dạy mình nhưng mình vẫn chưa thấy được thỏa mãn, chưa thấy giác ngộ, chưa thấy được một cái chân lý tuyệt đối. Cho nên Thái tử từ bỏ tất cả những ông thầy trước đó. Rồi Thái tử quyết định sẽ bây giờ có lẽ giờ còn mỗi cái phương pháp tu này thôi, tức là tu khổ hạnh, rèn thân này cho nó thật khổ các con ạ. Bắt đầu tu ép xác khổ hạnh. Thôi bây giờ, thứ nhất ấy, ăn phải thật ít đi. Ngày xưa ăn có thể một ngày 5-7 bát cơm, mà bây giờ ăn ngày 1 bát, đi xin ăn 1 bát, và ăn ít đi nữa. Cuối cùng ấy, có những thời kỳ Thái tử ăn một ngày 1 hạt đậu các con ạ. Ngày ăn 1 hạt đậu, ngày ăn 1 hạt vừng, hay là ăn 1 hạt lạc. Cho nên thân thể nó gầy, từ một thanh niên cường tráng như vậy mà thân thể nó gầy mòn đến chỗ là da bọc xương. Đấy, các con nhìn cái bức tranh kia, gọi bức tranh đấy, người ta gọi là tuyết sơn đấy, cái bức tranh ở góc kia kìa. Mình gọi là tượng tuyết sơn nhé. Vào chùa nào hỏi tượng tuyết sơn thì các con biết đấy là bức tranh đang mô tả khi Thái tử tu khổ hạnh, da còn bọc với xương thôi, không còn một tí thịt nào cả. Hố mắt ấy nó trũng xuống như cái giếng ấy, trong kinh nói là như cái giếng sâu. Khổ đến vậy, khổ hạnh lắm. Các con đấy ăn ngày 1 hạt đậu, ngày hạt 1 mè chịu làm sao, mà dòng dã như thế có thể mấy tháng trời. Làm sao mà còn gì nữa, nó tiêu hết thịt đi. Cho nên Ngài trong kinh thì Ngài nói là nếu khổ hạnh thì không ai khổ bằng ta, rèn khổ hạnh bằng Ngài. Và Ngài tu khổ hạnh cùng với 5 anh em cái ông Kiều Trần Như đấy. Trong đó có cái ông Kiều Trần Như mà trước đây đã đến xem tướng cho Ngài đấy. Nha. Đó. 5 anh em này tu khổ hạnh cùng với Ngài. Thế nhưng mà Ngài ép xác khổ hạnh đến như vậy, nhưng Ngài mãi Ngài cũng không thấy mình sáng kiến phát minh ra cái gì cả. Hôm ấy Ngài khổ hạnh quá, nó mệt quá, cơ thể nó hết mất dinh dưỡng rồi. Ngài ngồi, Ngài ngã gục luôn, quỵ luôn. Rất may
là lúc ấy có một cô gái chăn dê, thì cô mới thấy Ngài như vậy, cô vắt một bát sữa dê, cô đến cô dâng cúng cho Ngài. Cái người dân Ấn Độ ngày xưa người ta cái tâm cúng dường rất là nhiều, mang cái bát sữa đến giờ phải đổ vào miệng cho Ngài. Khi Ngài uống sữa xong thì nó tỉnh dần, sức khỏe nó hồi lại. Và Ngài mới tư duy, Ngài bảo, à, như vậy là cái khổ hạnh không đem gì được cái lợi ích cho mình, khổ hạnh không đem được trí tuệ cho mình, nó chỉ là sự ép xác thôi. Quan niệm của Ấn Độ ngày xưa, người ta nghĩ càng khổ hạnh thì càng đắc đạo, nghe không? Càng khổ thì nó càng tối tăm. Các con thấy đói quá là con nghĩ được gì không? Đói quá đầu óc không sáng suốt ra được. Đó. Thế thì lúc này Ngài mới biết rồi, đúng rồi, khổ hạnh là sai rồi. Thôi bây giờ mình sẽ trở lại phải sống cuộc sống trung đạo, tức là vẫn phải có ăn uống chứ không phải ăn cái kiểu một hạt mè, một hạt đậu này. Và Ngài quyết định là ngày ăn đủ một bữa, sống trở lại cuộc sống trung đạo để có sức khỏe, và con đường trung đạo này nó mới có thể dẫn mình đến giác ngộ chân lý được. Thế sau đó thì Thái tử trở lại cuộc sống trung đạo, ăn uống để có sức khỏe. Thì năm anh em cái ông kia, ông bảo cái vị tu sĩ này thối chí rồi, nghe không dám khổ hạnh như anh em mình nữa rồi, thôi gọi là te, không chơi nữa, nghe, không chơi với cái anh Thái tử này nữa. Đó. Thì lúc ấy là Thái tử phải tu một mình. Và sau đó thì cái duyên Thái tử khi mà tìm được cái cội cây, cái gốc cây mình gọi gốc cây Bồ Đề bây giờ đấy, Thái tử đến đó, Thái tử ngồi thiền định ở đó. Cái cây nó vị trí nó cũng rất là mát mẻ, đẹp đẽ. Thái tử nói rằng, ta sẽ nguyện ngồi tu dưới gốc cây này, nếu không đạt đạo, tức là không sáng tỏ chân lý, thì dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi gốc cây này, cội cây này. Và ngồi đó Thái tử nhập định, tu thiền định đúng 49 ngày. Ở đó, đây cái gốc cây Bồ Đề đấy, à, cái tranh chính giữa thầy để chùa này. Đấy. Nhá. Và trong 49 ngày thiền định ấy, tức là 49 ngày này là không ăn, không uống luôn đấy các con ạ. Nhá. Người ta cứ nghĩ chuyện này là cái chuyện kỳ quặc, nhưng thật sự khi người mà tu thiền định tốt rồi á, là thật sự không ăn, không uống. Nhá. Nếu mà vào định này, không cần ăn uống, và chỉ còn hơi thở cũng rất nhẹ. Nếu mà vào mấy cái những trạng thái định sâu á, lại còn không cả thấy hơi thở nữa. Nhá. Nó không cần hơi thở nữa. Đấy. Trong sử của Phật giáo có nhiều câu chuyện lắm. Đời nhà Tống đó, có một vị thiền sư ngồi thiền dưới gốc cây, nhập định. Khi vị nhập định thế là cứ ngồi đấy nhập định. Nhập định thì cái cây nó mọc mà cuối cùng rễ nó buông xuống, nó phủ hết cả vị luôn. Phủ luôn. Đấy. Thế rồi về sau thì mọi người không biết ở đấy là có một cái vị ngồi trong đấy. Thế đến cái năm ấy thì mãi về sau, mấy trăm năm sau, thì Đức Vua mới ra lệnh cho dân là vào rừng đẵn gỗ về để mà làm xây dựng trong Hoàng Cung ở Trung Quốc. Thế thì họ vào, họ đắn được cái cây này về, thì đến khi mà họ chặt đến cái khúc gỗ mà có cái vị này nằm ấy, họ cưa thì chạm vào một cái gì đấy rất là rắn, không cưa được. Cuối cùng họ phải bổ ra thì họ thấy một cái vật gì đấy bên trong, nó bó kín hết cả bên trong này. Nhà, không biết là cái gì. Thế thì họ mới khênh ra, họ mới, thì lúc ấy có một cái vị thiền sư giống như quốc sư trong triều đấy đến, thì quốc sư bảo đây không ai, không phải cái gì lạ, đây là một vị thiền sư họ ngồi thiền đấy, để tôi sẽ làm cho ông thiền sư này ông xuất định. Thế là Ngài bảo lấy cho tôi hai cái linh nó giống như cái này này, mà mang đến. Thế là Ngài đến, Ngài lắc linh, lắc một lúc, thế là thấy cái khối đó nó bắt đầu nó bung ra, thì hóa ra là tóc này và móng tay của vị nó bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm thế, nó mọc dài, nó kín hết tất cả người. Thế vào cái vị này ấy, khi mà cái vị thiền sư này mới xuất định ra, thì vị quốc sư kia bắt đầu mới cho người đến cắt tóc rồi là cắt móng tay. Thế vị thiền sư này bảo là tôi ấy, nhập định từ đời nhà Tống đó. Nghe không? Tôi nhập định từ đời Tống, chắc rằng bây giờ bạn bè tôi không còn ai, thôi tôi xin phép tôi đi. Thế là Ngài vái mọi người xong là đi, bị biệt mọi người không biết đi đâu. Đấy, thế con biết là cái sức nhập định nó như vậy.
kín luôn trong gốc cây, không thờ, vẫn sống, vẫn tồn tại. Đấy là những cái kỳ lạ. Thì Thái tử Tất Đạt Đa nhập định 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề, và đến đêm 49, khi cái tâm hoàn toàn lắng trong, an định hoàn toàn, tất cả mọi cái phiền não đau, những cái phiền não trong tâm nó đều dứt trừ hết, thì một cái tâm trong sáng thuần tịnh như vậy các con ạ, Ngài chợt thấu tỏ hết tất cả mọi lẽ huyền vi của vũ trụ này. Ngài thấy hết luôn. Ngài thấy trời đất này ở đâu mà ra, con người từ đâu mà có, kiếp người tại sao lại phải già, phải bệnh, phải chết, tại sao người ta không trẻ mãi được, và con người ta chết rồi còn ai hết, Ngài cũng biết. Ngài biết hết. Chết rồi còn đi đâu, Ngài thấy rõ. Ngài nói rằng ta như người đứng ở giữa ngã tư đường, đứng ở trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người này đến ngã tư rẽ trái, người này đến ngã tư rẽ phải, người này đến ngã tư đi thẳng. Ngài nhìn rõ. Chúng sinh ở cõi này chết rồi, bỏ cái thân này rồi, tái sinh đi đâu, Ngài nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài mới biết, à, chân lý mình thấy đây rồi. Không còn một cái gì che mù trí tuệ của Ngài nữa, sáng tỏ hoàn toàn các con ạ. Cái trí tuệ sáng tỏ hoàn toàn đấy gọi là giác ngộ, toàn giác. Đức Phật là người toàn giác. Đó, cái bức tranh này gọi là bức tranh giác ngộ của Phật đấy. Đó. Và Ngài mới thấy rằng tất cả chúng sinh, mọi chúng sinh, trong đó có cả chúng ta đây các con ạ, đều có cái trí giác như Ngài, đều có cái trí giác như Ngài, nhưng mà chúng ta chưa biết cách để khai phá nó thôi. Nghe không? Ai cũng có một cái trí tuệ toàn giác như Ngài đấy, nhưng chúng ta không biết cách để khám phá, khai thác nó. Đấy, cái đấy mới là cái đặc biệt. Cho nên Phật nói tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, đều có hết. Chứ không phải mình cứ mê, ngu mê thế này mãi đâu con ạ. Mình học dốt này không phải đâu, là mình chưa biết khám phá, khai thác đấy. Cho nên là mấy cái chương trình để cho các con quay về khám phá vườn tâm của mình là thế này đấy. Để làm sao các con sẽ khai thác cái trí tuệ của mình, mà dần dần nó phải bừng sáng như Phật mới được, để thấy được, biết được mọi chuyện trong nhân gian này. Thầy đi tu cũng vì cái nguyện đấy đó. Muốn làm sao mình muốn được biết hết, muốn biết mọi thứ trên trần gian này chứ. Khoa học là cái gì cũng để là khám phá, để muốn biết hết. Đấy, nhưng mà bây giờ không, mình không phải như các nhà khoa học, mà mình khám phá cái vườn tâm của mình, mà mình lại thấy hết, biết hết được tất cả mọi chuyện. Đấy mới là cái điều đặc biệt. Đó, thì cái giây phút đó gọi là giây phút chứng đạo các con ạ. Khi Đức Phật đắc đạo thì nó phát sinh ra rất nhiều những công năng diệu dụng. Mà trong kinh thì nói là có lục thần thông, nghe không? Ngài có thiên nhãn thông này, nhìn thấy khắp tất cả, xuyên qua tường vách núi non nhìn thấy hết. Thiên nhĩ thông, nghe khắp tất cả mọi nơi mọi thế giới, không cái gì ngăn cản được. Và từ âm thanh nhỏ đến âm thanh lớn Ngài đều nghe được. Rồi tha tâm thông, biết tâm ý của người khác, các con nghĩ gì là Phật biết hết, nghe không? Cho nên hôm nay có đến chùa ba vàng tu là Phật vẫn biết, và biết hết. Hôm nay ở đây có bao nhiêu người, mỗi người nghĩ cái gì Phật biết hết, không có gì Phật không biết, nghe không? Gọi là tha tâm thông. Rồi Phật có thần túc thông, và thần túc thông là biến hóa đấy, không phải 72 phép biến hóa như tôn không, mà biến hóa rất nhiều rất nhiều, gọi là thần túc thông. Rồi Ngài có túc mạng thông, tức là biết được vô số kiếp về trước con ạ. Không phải biết, cho nên theo đạo Phật mới biết là chúng ta có kiếp trước. Lúc nãy Thầy nói các con là quên cái vườn xưa nhiều kiếp rồi, là nhiều kiếp trước của mình đây này, chứ không phải là mới đâu. Rồi cái thần thông nữa là Ngài có lậu tận thông, tức là sạch sẽ hết tất cả mọi cáu bẩn trong tâm, cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, nó gọi là cực tịnh, thanh tịnh, quang minh ở cái tâm này. Đó, trở thành một bậc thánh nhân siêu thế. Đó, đấy là cái giây phút đặc biệt nhất. Thì kính thưa đại chúng, sau khi Đức Phật đắc quả thành Phật giác ngộ thì Ngài đã đi tuyên giảng giáo lý, tuyên giảng cái con đường đạt đến chân lý này. Đạo Phật là cái con đường đạt đến chân lý này. Ngài đã đi tuyên giảng, Ngài tiếp độ
anh em ông Kiều Trần Như, năm anh em Kiều Trần Như, rồi Ngài xây dựng tăng đoàn nhé. Ngài làm cho tăng đoàn lớn mạnh lên. Lúc ấy ở Ấn Độ là có rất nhiều ngoại đạo khác nhau, có đến 96 cái tôn giáo, đạo giáo khác nhau. Nhưng mà Đức Phật ra đời thì gần như các tôn giáo, đạo giáo kia bị lu mờ đi hết. Người ta chạy về theo Đức Phật hết. Đấy là cái điều đặc biệt. Yeah. Và kính thưa đại chúng, Đức Phật đã mở một cái hành trình hoằng dương đạo Pháp, khai mở chân lý cho chúng sinh suốt một hành trình dài 49 năm bằng con đường đi du hóa, đi khắp các nơi, từ giáo hóa, từ vua quan cho đến người thường dân nhất, giai cấp hạ tiện nhất, mà Ngài đều giáo hóa. Và khi mà Phật Pháp đã hưng thịnh rồi, thì đến năm 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn, tức là Ngài, mình gọi là người đời, mình gọi là chết, nhưng mà gọi là Ngài nhập Niết Bàn, nghe không? Từ giã, từ biệt thế gian chúng ta ra đi. Đó, thì đến năm 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở một cái rừng gọi là rừng Sala. Bây giờ ở bên Ấn Độ thì vẫn có cái khu rừng đó làm cái thánh tích khu Phật nhập Niết Bàn. Nếu sau này các con có đủ duyên, chúng ta sẽ đi sang bên đó để thăm cái thánh tích này. Và đến đó ai cũng cảm động lắm. Tại chùa mình, Thầy cũng đang cho tạc pho tượng Đức Phật nhập Niết Bàn đặt tại cái đại giảng đường bên kia, mà Thầy đang cho hoàn thiện cái cung Phật nhập Niết Bàn. Sau này các con sẽ được tu và được học ở bên đó. Thì kính thưa đại chúng, 49 năm thuyết pháp độ sinh, cuộc dấn thân đặc biệt và với một cái tương lai đầy sáng lạn như thế, một hoàng thái tử chuẩn bị lên ngai với một gia đình, một gia tài như thế, con thấy không? Vợ đẹp, con yêu như thế, mà thái tử 19 tuổi xuân xanh dám dứt bỏ tất cả để đi. Con thấy một sự hy sinh lớn không? Mà đi không phải vì cái mục đích riêng tư, mà vì thật sự muốn là cứu khổ cho tất cả chúng sinh, tìm ra con đường cho mọi người thoát khổ. Đó, đấy là cái con người đặc biệt. Cho nên, ấy, và sau này Thầy mới nói là giáo lý của Đức Phật bây giờ thì đã lan truyền khắp thế giới. Bây giờ châu Âu ấy, thì người ta cũng quay về, người ta tìm hiểu đạo Phật rất là nhiều. Và đạo Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta đã được thế giới công nhận là một tôn giáo lớn rồi. Nhưng mà ngày lễ của Đức Phật, những ngày lễ lớn được thế giới, được gì? Liên Hiệp Quốc công nhận, UNESCO công nhận, tổ chức đấy là ngày lễ của thế giới, gọi là ngày lễ tam hợp đấy, Vesak là ngày lễ tam hợp, thế giới công nhận. Đó, đấy là cái điều vinh danh cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cái hành trình, lộ trình khám phá vườn tâm của chúng ta, thì chúng ta phải nương tựa vào người Thầy này. Đó là Đức Phật Thích Ca. Ngài là người đi trước chúng ta. Ngài đã đến vườn tâm, khám phá vườn tâm và đã hoàn thiện cái vườn tâm của Ngài và trồng cây ra trái rất là tốt đẹp, đem lại bao nhiêu trái ngọt cho đời rồi. Chúng ta bây giờ muốn quay về nguồn tâm của chúng ta nhất quát phải nương theo Ngài, người dẫn đường. Đức Phật nói Ngài là người dẫn đường cho chúng sinh. Nghe không? Nương theo Ngài, chúng ta sẽ được bao nhiêu cái sự chỉ dẫn lợi ích. Đó, thì hôm nay thời lượng nó có hạn, Thầy giới thiệu với đại chúng về người Thầy vĩ đại này, người Thầy dẫn đường vĩ đại của chúng ta trong cái lộ trình chúng ta quay về khám phá vườn tâm của mình. Phải có người này dẫn đường chúng ta phải nương tựa vào Ngài. Thầy rất mong tất cả các con qua cái buổi pháp thoại hôm nay, các con tuy rằng chưa có thể hiểu đầy đủ hết về Đức Phật Thích Ca, sau này các con sẽ tìm thêm tư liệu, các con đọc về Ngài để thấy được cái sự vĩ đại của Ngài. Nhưng điều Thầy nói thế này nó cũng chưa thể lột tả hết được các con ạ. Phải nói cái tâm hồn Thái tử là một tâm hồn đúng là của con người vĩ đại, xuất thế. Đấy, các con thấy hàng ngày mình chỉ nghĩ đến mấy cái việc còn con thôi. Nghĩ à, hôm nay làm sao ngày mai kiếm được tiền để tiêu. Nếu có gia đình thì kiếm ra sao cho chồng, cho con mình đủ ăn, thế là được rồi.
ai nghĩ đến cái đau khổ chung của nhân loại? Phải không? Ai nghĩ đến không? Cũng như bây giờ có những cái tổ chức các con thấy, họ nghĩ đến môi trường thế giới. Thế còn như mình, có giờ mình nghĩ đến môi trường thế giới, nhưng họ nghĩ đấy, nếu cả thế giới này không ai lo cho cái môi trường thì thế giới này sẽ chết về họa môi trường. Tầng ozone nó thủng ra, nhiệt độ thế giới nó tăng lên, Bắc Cực băng nó tan ra, ngập lụt hết tất cả, chết hết. Phải có một người lo chung chứ, nghĩ chung chứ, một tổ chức nghĩ đấy các con ạ. Nhưng chúng ta vì mình không có cái tâm lớn như thế, mình chỉ nghĩ cái gì của mình thôi, nghe không? Một cái mái nhà nhà mình thôi, thế là đủ rồi, không nghĩ rộng hơn. Cho nên ấy, người ta nói là không lo xa thì cái họa gần nó sẽ đến. Đây có những con người tâm rộng lớn, biết nghĩ đến tất cả những cái chung với con ạ. Và đặc biệt lứa tuổi thanh niên, sinh viên tuổi trẻ các con, Thầy rất mong muốn các con sẽ nâng tầm cái tâm của mình lên, mở cái tâm mình rộng ra hơn nữa, không chỉ một cái tâm nhỏ hẹp. Cái thế hệ thanh niên tuổi trẻ các con bây giờ, nghe không? Thầy rất mong mỏi các con, những người đã có duyên với Thầy, với cửa chùa, cửa Phật, các con mở được cái tâm mình rộng ra, nâng tầm nó lên, người ta gọi là có tầm vào và rộng ra. Nhớ, mình nghĩ đến cái lớn hơn, rộng hơn. Không phải như thế là mình thiệt các con ạ. Mình có tâm, có tầm như thế, mình sẽ được lợi ích, nghe không? Mình sẽ được phước báo. Cái người mà biết nghĩ cho số đông, biết lo cho cái rộng, người ấy sẽ được phước báo. Nhá. Còn người chỉ bo bo biết chính mình thì phước báo chẳng bao nhiêu. Các cụ ngày xưa mới nói, bo bo trời, trời có dây lại, nghe không? Sợi lợi trời cởi trói cho, và so đo thì trời có dây lại, làm thế. Cho nên mình phải bỏ cái tính bo bo so đo, phải mở tâm rộng ra. Sinh viên các con bây giờ phải nghĩ như thế, nhờ tập nghĩ rộng. Có thể mình đói nhưng mà tâm hồn mình vẫn rộng đi. Nào, đừng nghĩ là tôi đói tôi không có quyền nghĩ đến cái chuyện của nhân loại, không có nghĩ đến cái chuyện của thế giới, tôi vẫn có quyền nghĩ, nghe không? Đó mới là tâm và trí của thanh niên thời đại bây giờ. Phải nghĩ, dám rộng thế. Khi mình có những cái hoài bão, những ý tưởng lớn như thế, mình mới có thể làm việc lớn được các con ạ. Còn không thì mãi mãi mình vẫn là trẻ con. Già 70, 80 tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ con sống lâu năm thôi, nghe không? Nếu không có cái nâng cái tâm mình lên, mở cái tầm nó rộng ra. Đấy, thì hôm nay học gương của người Thầy vĩ đại của chúng ta là Đức Phật Thích Ca. Thầy mong tất cả thanh niên tuổi trẻ các con sẽ có được cái tâm này, mở tâm mình rộng hơn ra, nhìn rộng hơn, cái tình của mình nó trang trải rộng rãi hơn ra, không bó hẹp lại nữa nhé. Thầy chúc tất cả đại chúng tinh tấn và tâm hồn được rộng mở. A Di Đà Phật. Bây giờ còn 15 phút là đến 10 rưỡi là cái giờ Thầy với Đại Tăng đi khất thực. Thầy dành 15 phút này để trả lời các câu hỏi của đại chúng. Để các con có những câu hỏi gì, các con có thể đứng lên rồi phát biểu để Thầy trả lời. Nhá, các con mạnh dạn lên như cái khóa tu hôm trước á. Ai có gì phát biểu thì giơ tay. Khi mà các con giơ tay, con nói là kính thưa Thầy và đại chúng, con tên là gì, con từ đâu đến này, từ trường nào đâu đến, để cho đại chúng cùng biết con có câu hỏi thắc mắc gì đấy nhé. Ban tổ chức đẩy cho Thầy xem những cánh tay nào giơ lên nhé. Đây, một bạn cái ở giữa đây. Con đứng lên đi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con bạch Thầy và đại chúng ạ. Con tên là Linh, con ở Học viện Tài chính ạ. Vâng. Linh hả? Vâng ạ. Thì con có một câu hỏi này, con cũng thắc mắc từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có cơ duyên để hỏi Thầy. Câu hỏi của con liên quan đến luật nhân quả ạ. Vâng, thì chúng ta đều biết là luật nhân quả thì mình gieo nhân gì thì sẽ gặp cái quả đấy. Thì có những cái người thì ví dụ họ họ làm điều ác ở kiếp này thì kiếp đó họ sẽ chịu quả ác luôn ấy ạ.
Nhưng có những người thì ví dụ họ làm một kiếp này nhưng đến kiếp sau họ mới phải nhận cái quả báo đấy. Thì con cảm thấy khi mà ở hai kiếp khác nhau thì giống như kiểu là hai người khác nhau rồi, giống như kiểu quyết làm cam chịu ấy ạ. Thì như thế thì người kiếp sau thì họ sẽ không biết là kiếp trước mình đã làm cái gì mà mình lại chịu như thế, thì làm sao mà họ có thể là sám hối, cũng như là làm sao họ tin được là tại vì kiếp trước mình làm như thế mà kiếp này mình phải chịu như thế. Và những người ở ngoài người ta cũng không biết, họ không được thực chứng là có đúng là kiếp trước họ làm như vậy mà đến kiếp này họ làm như thế không, nên họ sẽ không tin và họ sẽ nghĩ là Phật Pháp nói không đúng và họ vẫn sẽ tiếp tục làm điều xấu. Thì con có thắc mắc như thế thì mong Thầy giải đáp cho con. Bạn Linh ở Học viện Tài chính hỏi câu hỏi, Thầy nhắc lại để cho đại chúng nắm rõ nhé. Bạn ấy hỏi câu hỏi về luật nhân quả. Luật nhân quả tức là có những người ấy, trong kiếp này họ gây cái nhân gì đó thì ngay kiếp này họ chịu cái quả báo. Thế nhưng mà luật nhân quả cũng nói rằng có những người trong kiếp này gây một cái nhân gì đấy, mãi sang kiếp sau mới trả quả báo. Thì bạn ấy lo rằng người ta, cái người kiếp sau ấy không biết gì về người kiếp trước. Nghe không? Cho nên ấy, bây giờ cái người kiếp trước ăn ở thế nào để người kiếp sau? Cái người kiếp sau đó, người ta có biết gì về người kiếp trước đâu. Cho nên người ta bảo là thôi mặc kệ cái ông kiếp trước thế nào thì ông kệ ông, chứ còn tôi có biết gì ông đâu, tôi có nhớ gì ông đâu. Đó, cho nên giữa kiếp sau kiếp trước cảm như không liên hệ với nhau. Thế thì cái ông kiếp này tu hành cho nó đạo đức tốt, cho nó có những điều phúc lành để cái ông kiếp sau sung sướng, thì là ông kiếp sau sung sướng chứ. Còn cái ông kiếp này tu thì rõ là khổ, đến kiếp sau cái ông kiếp sau sung sướng. Nghe không? Thế hay là kiếp ông này sung sướng, ông này ăn chơi thật thoải mái, ăn chơi chắc táng sa đọa mà để cái ông kiếp sau phải khổ, thì ông kiếp sau khổ mà kệ ông. Phải không? Tôi cứ ăn chơi kiếp này, còn kiếp sau ông khổ mà kệ ông. Rồi, thì bạn Linh đưa ra câu hỏi, tức là nó có những cái tư duy như vậy. Và chính đúng thật Thầy nói là chính vì cái điều này này cho nên nhiều người, người ta tư duy như vậy đấy. Người ta bảo, ôi giời, biết quái gì cái ông kiếp sau. Kiếp này mình chết rồi, sang kiếp sau là ông khác. Phải không? Có phải mình có nhớ gì nữa đâu. Nếu bảo kiếp sau mình nhớ kiếp trước thì mình còn sợ, mình còn cố gắng mình tu dưỡng, chứ kiếp sau còn nhớ quái gì nữa. Thì mặc kệ xác cái ông kiếp sau, kiếp này mình cứ ăn chơi cho nó xả láng đi. Thấy không? Để cái ông kiếp sau ông chịu mặc kệ ông ấy. Ở đây trong đây các con có những ai tư duy như thế giơ tay thì xem nào. Cũng có một số cánh tay giơ lên. Rồi. Đấy. Thực ra thì cái này bạn Linh hỏi cũng rất là giống Thầy. Ngày xưa Thầy cũng tư duy, lúc mà Thầy chưa hiểu sâu về luật nhân quả, Thầy cũng nghĩ như thế. Mình kiếp này mình cứ sống cho thoải mái, ăn chơi thoải mái. Thế rồi quả báo thì cái thằng kiếp sau nó chịu, chứ mình có chịu đâu. Nghe không? Thằng kiếp sau thì mình có nhớ gì nữa. Kiếp sau mình sinh ra, ví dụ mình là con bò, mình đi cày, mình có nhớ kiếp trước mình là người mình ăn chơi đâu. Nghe không? Đấy. Thế nhưng mà thưa đại chúng, thế này, cái câu chuyện giữa kiếp trước và kiếp sau, đấy là mình phân định ra thế thôi con ạ. Chứ kiếp trước và kiếp sau nó ngay ở ngay trong bây giờ mình đã thấy rồi đấy. Thầy chỉ lấy ví dụ những cái ví dụ này nhỏ các con thấy này, như con tằm với con gì? Con nhộng đó, với con bướm. Vâng. Wow. Khi mà con nhộng nó ở trong cái kén đó, thì nó là con nhộng. Khi nó phá cái kén ra, nó trở thành con bướm, đúng không? Đó. Thế thì con bướm và con nhộng, con thấy nó khác nhau không? Hoàn toàn khác nhau. Đó. Con bướm có cánh bay được trên trời, con nhộng thì bò bò ở trên cái cây thôi. Hai con rất khác nhau. Thế nhưng mà con nhộng mà làm sao thì con bướm cũng bị như vậy. Ngay một kiếp đấy, ngay mình thấy một đời sống của một con bướm đấy, một con nhộng đấy, một con sâu thôi. Con sâu nó trở thành con nhộng trở thành con bướm. Chúng ta thấy nó trong một chu trình của nó biến hóa không? Đó. Thế thì mà con nhộng này mà bị bệnh thì con bướm có phải lại thành con bướm bệnh không? Con bướm bệnh. Con nhộng này mà khỏe thì con bướm khỏe. Đấy. Thế thì chúng ta cũng thế. Các con phải biết rằng cái chuyện nói là kiếp trước kiếp sau ấy, chính ra là gì?
ngày hôm nay và ngày hôm qua của các con thôi. Các con thấy không? Con người ngày hôm nay khác hoàn toàn con người ngày hôm qua. Hoặc con người của các con hôm nay, năm nay 18 tuổi, hoàn toàn khác với cái đứa bé 1 tuổi ngày xưa của mình. Đúng không? Chả còn cái gì của cái đứa bé 1 tuổi đấy. Xương cũng thay đổi, thịt cũng thay đổi hết rồi. Đúng không? Cái đứa bé 1 tuổi toàn là chất sữa của mẹ thôi. Xương thịt là sữa của mẹ. Bây giờ mình ăn cơm ăn gạo cả 18 năm nay rồi, nó đắp vào thành xương mới, thịt mới hết, mình chả còn tí gì của cái đứa bé. Thế nhưng cái đứa bé ngày xưa nó bị gãy tay thì liệu bây giờ mình thành anh thanh niên 18 tuổi có gọi là vẫn tay vẫn gãy không? Vẫn bị sẹo, vẫn bị gãy tay. Đấy, đúng không? Thế thì mình bảo biết thế ngày xưa mình sống, mình nghe lời bố, lời mẹ, mình không nghịch để đỡ bị gãy tay. Bây giờ để bị gãy tay, bị khỏèo tay thế này. Đó, kiếp sau cũng vậy đấy các con ạ. Y như thế, Thầy chỉ lấy ví dụ các con, ngày hôm qua là trước, ngày hôm nay là sau. Ngày hôm nay hoàn toàn vẫn chịu ảnh hưởng của ngày hôm qua. Có thể có những người bị tai biến, ngày hôm nay không còn nhớ gì cái ngày hôm qua nữa, quên hết. Mà quên hết. Nhưng có người khác nhắc bảo ông chính là cái người của ngày hôm qua đấy. Mà vì trước đây ông sống bừa bãi, không giữ gìn cho nên giống bị tai biến, ông quên hết rồi. Nhưng mà ông là con người của ngày hôm qua. Nếu trước đây mà ông nghe tôi, ông ăn uống, ông rèn luyện thể chất cho tốt, ông không bị tai biến, ông không bị mất trí như thế này. Đấy, đại chúng hiểu không? Cho nên kiếp sau của mình cũng thế đấy. Thầy lấy ngay kiếp này để các con thấy luôn. Có thể ngày hôm nay con quên hết chuyện về trước rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn biết mình là cái người hôm nọ, người năm ngoái, người hồi bé. Đó, kiếp sau nó cũng thế thôi. À, có những người ngủ xong một giấc ngủ là quên hết rồi. Dậy tự nhiên quên hết. Nhưng mà vẫn biết rằng mình đây là con người của hôm qua. Đó. Ngày trước đây mình sống thế nào, hôm nay mình vẫn chịu hậu quả như vậy đấy. Đấy, Linh hiểu không? Nhá, cho nên ấy, luật nhân quả là thế. Chúng ta dẫu rằng không nhớ gì về kiếp trước, nhưng chúng ta được Phật khai thị cho mình biết rằng mình kiếp này chính là con người kiếp trước vậy thôi. Kiếp trước ta tu nhân tích đức, kiếp này ta được sung sướng may mắn. Kiếp trước ta ác nhân thất đức, kiếp này ta đau khổ bất hạnh. Phải không? Mặc dù mình chẳng nhớ gì về kiếp trước của mình, nhưng mình biết rằng chính mình là con người của kiếp trước lại đây. Đúng không? Đó, đấy các con ạ. Mặc dù mình không nhớ, kể cả Thầy cũng bảo không phải nhớ hết kiếp trước đâu. Còn các bậc thánh họ tu thì tự nhiên tâm họ mở ra, họ nhớ hết chi tiết từng kiếp trước của họ. Thì rõ rồi. Còn mình vì không nhớ được chi tiết, nhưng mình có người dạy cho mình để mình biết ngày hôm qua cũng vẫn chính là mình của ngày hôm nay. Ngày hôm qua ta cụt tay thì ngày hôm nay tay ta vẫn cụt. Nếu ngày hôm qua ta làm cẩn thận, ta không bị cụt tay thì ngày hôm nay mình không cụt tay. Mặc dù con người ngày hôm qua với con người ngày hôm nay khác nhau hoàn toàn, tế bào thay đổi, mọi cái thay đổi rồi. Con người ngày hôm nay già hơn ngày hôm qua một tuổi, một ngày rồi, khác hết rồi chứ. Có phải không? Các con thấy tế bào mình thay đổi từng giây không, từng phút không? Nếu nó chết, nó sinh, nó diệt rất là nhanh. Cho nên Thầy nói con người ngày hôm nay là khác, thay đổi không giống con người ngày hôm qua, nhưng mình vẫn biết nó là con người của ngày hôm qua. Đấy, cho nên luân hồi và nhân quả là như vậy đấy các con nhé. Đấy, thì Thầy mong qua cái chia sẻ của Thầy, tất cả đại chúng hiểu được đúng rồi. Dẫu rằng kiếp sau không biết gì về kiếp trước, nhưng mà mình vẫn biết mình và con người kiếp trước vẫn là một mà thôi. Nghe không? Cho nên ta sống sao sau này ta chịu quả như vậy. Chớ dại dột mà kiếp này ăn chơi cho đã để cho cái thằng kiếp sau nó khổ. Thằng kiếp sau không ai khác, vẫn chính là mình đấy thôi. Nhá. Rồi, Thầy chúc đại chúng chỗ này để giác ngộ được chính kiến. Nghe không? Giác ngộ chính kiến. À, Thầy cảm ơn bạn Linh. Tiếp theo, câu hỏi rất hay. Rất hay. Xin mời con. Đấy, đây là một cái triết lý rất hay. Kính thưa bạch Thầy và đại chúng, con tên là Nguyễn Công Vinh, ở đoàn trường Đại học Sao Đỏ. Huynh hả? Vinh ạ. Vinh. Con có đôi điều thỉnh Thầy ạ. Là con thì hay thường xuyên là có tụng trì chú Đại Bi ạ. Nhưng mà con chưa biết rõ cách tụng trì chú cho nó đúng ạ. Và câu hỏi thứ hai con muốn gửi đến Thầy là ngoài những cái việc mà như Phật dạy là làm lợi mình lợi người ạ, để tích phước báu thì còn có những việc làm nào khác ngoài những cái con nói từ từ cho Thầy nghe cho kịp. Mở cái cửa này ra con cho nó đỡ ồn. Thì là
như câu, câu thứ hai là gì con? Câu thứ hai là ngoài những cái việc như lời Phật dạy là làm lợi mình lợi người ạ. Thì lời Phật dạy là làm lợi mình lợi người là tích phước báo ạ, gieo duyên lành ạ. Thì còn có những cái việc làm nào khác để tích phước báo, gieo duyên lành để có được cái cuộc sống nó thỏa mãn hơn, nó tốt hơn nhỉ? Con cảm ơn thầy ạ. Có cái cách gì khác không? Bạn Vinh ở Đại học Sao Đỏ có đưa hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là bạn hỏi về cái cách trì chú Đại Bi. Có thể đây có một số bạn chưa từng biết cái bài chú Đại Bi, nghe không? Và câu hỏi thứ hai là trong Kinh Phật dạy chúng ta cách tích phước bằng cách làm lợi mình, lợi người. Ngoài cái cách đấy ra còn cách nào để tích phước báo không? Câu hỏi này của bạn hỏi nó cũng chuyên sâu về việc tu tập đây. Thì thứ nhất, Thầy nói về cái nghi thức trì chú Đại Bi. Vì trong các cái tông phái của Phật giáo, các con biết là có rất nhiều tông phái. Có một cái trường phái gọi là trường phái Mật Tông thì họ chuyên về trì thần chú. Thần chú hay là gọi là mật chú là những cái câu mà không ai hiểu được nó là gì cả. Con hiểu không? Đấy, ví dụ đây, Nam Mô Hắc Ra Đắc Đa 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 Ra, ví dụ thế, là không ai hiểu là gì. Đó. Nếu mà dịch nghĩa thì người ta cũng có thể người ta dịch nghĩa. Đó, trước đây là không ai dịch nghĩa thần chú đâu. Nhưng giờ có một số người ta dịch nghĩa ra. Thế thì cái đó gọi là thần chú hay là mật chú, tức là cái gì đấy nó có vẻ đặc biệt, bí mật, nghe không? Gọi là chân ngôn, là bí mật chân ngôn. Đó. Thế thì cái này là một cái pháp môn tu, một trong những cái pháp môn tu của Phật giáo và đặc biệt phát triển bây giờ là ở Tây Tạng. Các vị sư Tây Tạng họ tu mật giáo là chính. Thì bên Mật Tông này họ phải trì thần chú. Mà cái nguyên tắc của trì thần chú gọi là phải tam mật gia trì, thân khẩu ý ba cái phải mật, tức là phải rất là định, rất là chuyên chú mới được. Thân trang nghiêm, khẩu trang nghiêm và ý trang nghiêm, ba cái nhé. Chuyên tâm chỉ trí thì nó mới có năng lực. Bất kể cái gì mà khi chúng ta chuyên tâm ấy, thì nó sinh ra cái năng lực con ạ, một cái năng lực. Cái năng lực này nó có sức mạnh. Thì đối với chú Đại Bi, Thầy thì không phải là người chuyên về bên Mật Tông, Thầy cũng có tìm hiểu qua thôi. Nhưng bài chú Đại Bi này là dành cho cái việc hành giả tu tập để thực hành tâm Đại Bi. Đã gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni mà. Thế là người nào phải có tâm Đại Bi, phải thực hành tâm Đại Bi, đang quán tâm Từ Bi nhé, thực hành cái này mới được. Chứ còn các con đang cái tâm rất là xấu, ví dụ tâm đang tâm ác tâm muốn hại người, bây giờ muốn hại người nào đó lại bảo trì chú Đại Bi để hại người đó thì trái với cái tâm Đại Bi rồi nhé. Thì người đó trì cái chú này lại bị phản tác dụng ngược lại đó. Cho nên tâm Đại Bi là phải người thực hành tâm Từ Bi, yêu thương muôn loài đó mới được nhé. Cho nên bạn Vinh ấy, muốn trì chú Đại Bi thì phải thực tập quán tâm Từ Bi đi đã nhé. Khi tâm Từ Bi mình nó phát sinh rồi thì con trì chú Đại Bi nó mới có năng lực mới tốt nghe. Và đúng cái nguyên tắc của trì chú cũng thế, phải tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, gọi là tam mật đấy nhé, thì mới được. Và mình trì là tâm mình phải nhất tâm thì nó mới có năng lực tốt. Đấy là cái cách thức mà triển khai cái chú Đại Bi này. Tâm mình phải khởi được tâm Từ Bi, thương người thương vật, mong muốn cho mọi người được hạnh phúc, được an lạc nhé. Còn bạn Vinh hỏi rằng trong Kinh Phật dạy cách làm phúc là lợi mình và lợi người. Lợi mình, lợi người thì có cách gì khác không? Kinh thưa đại chúng, để tạo ra phúc báu, nghe không? Thì phúc báu ở đâu? Đức Phật cũng thế. Đức Phật phải nhờ có chúng sinh, Ngài mới có phúc báu để thành Phật. Cho nên cái việc làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh thì tất nhiên phúc phải từ cái ruộng báu của chúng sinh mới ra. Nếu độc mình, một mình mà mình sinh phúc báu thì nó không phải đơn giản, nghe không? Mình phúc ruộng phúc báu của mình là từ chúng sinh đó, nhé. Cho nên là Phật là mang ơn chúng sinh, là vì có chúng sinh chư Phật mới tích lũy được phúc báu công đức để thành Phật. Cho nên cái việc này là phải làm lợi ích chúng sinh mới sinh phúc báu được trong tất cả mọi việc nhé. Còn nếu mà con chỉ lợi ích cho mỗi cá nhân mình thôi thì nó chưa phải. Nhưng mà trong cái chỗ này phân tích sâu xa thế nào là lợi mình và lợi người, nghe không? Cái lợi mình mà lợi mình theo chính pháp thì cũng sinh ra lợi người,
Ví dụ các con giữ giới là lợi mình, nhưng mà giữ giới cũng làm lợi ích cho người. Nghe không? Cho nên trong cái nào cũng thế, có những cái lợi mình theo đúng chính pháp thì nó sinh ra lợi người, thì chính cái lợi người ấy mới sinh được phúc báu cho mình nhé. Đó, chứ còn ngoài ra không có cách gì khác cả, không có cách nào khác. Rồi, Thầy mời các bạn tiếp theo. Các con có mỏi lưng lắm, mỏi lưng đứng lên một chút nhé. Tất cả đứng lên chút nào. 10:30 rồi. Này kìa, đứng lên chút. Đức Anh ơi, cho các bạn hát một bài gì đi nhé, cho nó khỏe khoắn ngay. Đức Anh đâu rồi? Đấy, cái câu hỏi của bạn Linh ấy, Thầy thấy rất là hay nhá. Như vậy để tất cả các con thấy rằng là dẫu rằng mình ấy không nhớ gì về kiếp trước, nhưng mình biết rằng kiếp nào cũng là con người mình thôi. Cho nên mình tu nhân tích đức là mình vẫn được hưởng, chứ không ai khác. Ngày hát. Đức Anh đâu rồi nhỉ? Quyền, Quyền. Các con khẩn trương. Các kính bạch Thầy ạ. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho các em hát bài Hiểu và Thương. Anh em ta từ bốn phương trời hài bài. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây say đắm yêu thương. Hiểu và thương, có hiểu mới có thương, có thương, có thương, có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương, hiểu và thương, hiểu và thương. Rồi, Thầy này mời đại chúng ngồi xuống. Tiếp tục thêm vài câu hỏi nữa nha. Xin mời bạn áo trắng ở phía cạnh chầu Lan á. Những câu hỏi rất lợi ích các con ạ. Chính mà người ta không hiểu về luật nhân quả, cho nên ấy, người ta có thể làm rất là bừa bãi. Khi mà hiểu về luật nhân quả rồi, người ta sống, người ta làm, người ta phải biết giữ gìn. Mời bạn đi. Con bạch Thầy ạ. Con là Mai Duy Quân, đến từ Nam Định ạ. Tên gì con? Dạ, con là Mai Duy Quân ạ. Quân Quân? Dạ vâng. Con đến từ Nam Định ạ, học Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định ạ. Con cũng có một thắc mắc mong được Thầy giải đáp cho ạ. Vừa nãy thì Thầy có giải đáp về luật nhân quả cho bạn Linh ở Đại học Thương mại. Thì Đại học Tài chính ạ. Vâng, thì con cũng có thắc mắc về luật nhân quả như này. Nếu như mà mình làm một việc ác, nhưng mà trên mục đích là mình làm việc tốt, giả dụ như mình giết một cái con vật ác để nó hay kiểu cắn người ấy ạ. hay là như kiểu là nói hơi sâu xa hơn, là nói như kiểu là những vị anh hùng của đất nước mặc dù mang cái chiến tranh đau thương nhưng mà lại đem về cho dân tộc tự do và đất nước, thì luật nhân quả sẽ áp dụng cho những người đấy như thế nào ạ? Bạn Quân hỏi câu hỏi Thầy thấy cũng rất hay. Đấy, bạn lấy ví dụ như là giết một con vật ác nó hại người chẳng hạn, hay là các chiến sĩ ra trận cũng phải giết giặc để đem lại độc lập cho dân tộc, thì thế nào? Để, thưa đại chúng, các con biết nhân quả thì nó không phân biệt, không chừa một ai. Bây giờ Thầy lấy ví dụ của bạn Quân đó, là giết một con vật ác, ví dụ như là giết một con rắn để cho nó không cắn người,
con rắn này nó rất ác, rất dữ, ở trong cái vườn nhà này nó cắn người. Thế thì bạn giết con rắn thì đương nhiên bạn sẽ có nhân quả oán kết với con rắn. Đấy là chắc chắn. Không thể nào bảo tôi vì tôi cứu những người này cho nên mày không được oán tao. Nó sẽ trả thù bạn. Đúng không? Chắc chắn như vậy. Thì bạn sẽ có cái oán kết với con rắn nha, và nhân quả với con rắn. Nhưng trong đó thì bạn có cái lòng tốt, bạn giúp cứu những cái người kia, thì bạn lại được hưởng cái nhân quả của những người kia. Những người kia sẽ chịu ơn bạn và sẽ tìm cách đền ơn bạn. Đấy là nhân quả con ạ. Nhá. Cái nào nó vẫn phải đi cái đấy. Nếu con tính ấy, giết con rắn mà cứu được người, tất nhiên mạng người thì vẫn quý hơn mạng con rắn. Nghe không? Mà này, mạng của 5-7 người thì lại càng quý. Nghe không? Chấp nhận đi trên đường, thầy cũng nói với lái xe, thầy đi trên đường, ví dụ có con chó nó sổ ra nhá, mà bên kia là người thì phải tránh người, mà phải chấp nhận cán chết con chó, thì con chó không thể bằng mạng người được. Trong các loài sinh linh thì sinh linh loài người là thuộc loại chúng sinh bậc hạ, Phật gọi là bậc thượng, Phật gọi là chúng sinh bậc thượng, là bậc cao quý, còn con vật nó vẫn thấp kém hơn nhá. Thì cái chỗ này là nhân quả rõ ràng. Đương nhiên mà mình cán chết con chó thì mình phải có nhân quả với nó, chịu nhân quả với nó đấy. Cũng giống như con giết con rắn thì con rắn nó sẽ báo thù con. Nhưng mà con sẽ được những người kia đền ơn con. Ân oán nó rõ ràng. Cho nên các con nhớ, nhân quả nó không phải là theo sở thích của mình hay theo cái mong muốn của mình đâu. Ví dụ Phật dạy là sát sinh, giết người thì quả báo là sẽ bị bệnh tật và yểu thọ, giảm thọ. Thì dù gì vẫn thế, vẫn bị đấy, nó có cái nhân quả nhé. Cho nên nhân quả nó rất rõ ràng và rất là minh bạch. Gây nhân nào thì quả như vậy, nghe không? Đức Phật Thích Ca này trong một tiền kiếp, Ngài cũng phải giết một thằng tướng cướp ở trên một đoàn thuyền để cứu 500 người. Vì thằng tướng cướp này rất ác, nó tính sẽ làm đắm cả con thuyền này để nó cướp của và chết hết cả 500 người. Thì cái kiếp ấy Ngài đã giết thằng tướng cướp ấy để cứu 500 con người kia, nghe không? Và sau này thì Ngài cũng vẫn chịu nhân quả, và cái thằng tướng cướp này chính là Đề Bà Đạt Đa đấy các con ạ. Sau này nó đến kiếp cuối cùng nó vẫn đi theo Phật, nó hại Phật, trả thù. Đấy, vẫn có nhân quả đấy nhé. Thế cho nên cái này là nhân quả thì nó rất là rõ ràng. Nhân nào vẫn cứ cái quả như thế, để các con rõ ràng nhé. Chứ nó không phải là vì tôi làm việc nghĩa như thế cho nên tôi sẽ không bị quả báo này kia, mà nhân quả nó vẫn rõ ràng. Mình làm việc nghĩa mình sẽ được hưởng cái phước từ cái việc nghĩa đấy, nhưng mà mình giết nó thì mình vẫn có cái ân oán với nó. Thế cho nên nhân quả nó vẫn thế các bạn nhé. Thì nhân quả nó rất rõ ràng, làm nhân nào chịu quả đấy, cái nào ra cái đấy rõ ràng, tội ra tội, công ra công, nghe không? Phúc ra phúc, rõ ràng đấy. Thì thầy xin trả lời bạn Quân như thế nhé, để con hiểu, để cho nên các con cân nhắc mọi việc để mình làm. Cái nào lợi lớn thì mình làm. Ví dụ việc nước là cái lợi lớn, cứu được nhiều người, bảo vệ tổ quốc thì các con vẫn phải làm. Nếu nhà nước động viên các con đi ra trận, các con vẫn phải đi. Đấy là bổn phận mình, là công dân của đất nước, mình vẫn phải nghe, phải theo nhé, rất rõ ràng. Rồi tiếp tục chắc một câu hỏi nữa. Rồi bạn đây. Con chào thầy ạ. Con tên là Nguyễn Văn Thắng, con đến từ Hải Dương ạ. Con theo đoàn của trường Lực hả? Lực. Con tên là Nguyễn Văn Thắng ạ. Thắng. Ừ. Con đến từ Hải Dương, con dạ. Theo đoàn trường Đại học Sao Đỏ ạ. Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là dạo gần đây thực trạng xã hội là đang có một cái vấn đề là có hội Thánh Đức Chúa Trời ạ. Con muốn hỏi thầy là con cũng là sinh viên và là những tương lai của đất nước và tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Chúng con làm thế nào để chấp nhận hội hay là những cái tín ngưỡng của hội? Và có rất nhiều clip ở trên mạng đăng tải là những người ở trong hội thì đã về đập phá bàn thờ cúng tổ tiên trong gia đình, thì con thấy như vậy là không được. Thầy hãy cho một con ý kiến và để bọn con tránh xa hay là chấp nhận hội tồn tại ở trên đất nước mình ạ. Ừ. Con xin hết ạ. Rồi.
Bạn Thắng hỏi cái câu hỏi về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các con đã nghe tên cái hội này chưa? Mấy hôm nay là trên báo mạng cũng đăng rất nhiều những thông tin. Nhiều tỉnh, nhiều địa phương họ cũng đưa lên mạng và họ phê phán và thực sự mà nói là xử lý cái hội này rất là nhiều. Wow. Như là Thái Nguyên, như là Lâm Đồng, rất nhiều tỉnh. Tại sao mà phải xử lý cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời này? Cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời này ấy, thì thưa đại chúng ấy, là nó cũng là một cái đạo giáo đó nhé. Nó cũng xuất phát, nó có cái nguồn gốc cũng là thờ Chúa Trời, thờ Đức Chúa. Đó. Thế nhưng mà nó biến tướng đi, cho nên bây giờ các cái tổ chức Thiên Chúa Giáo họ cũng không chấp nhận, cho đến kể cả Tin Lành họ cũng không chấp nhận cái Hội Thánh Đức Chúa Trời này, mặc dù họ cũng nói rằng họ thờ Chúa, Đức Chúa Trời, họ cũng chấp nhận là có Đức Chúa Trời như thế, ba ngôi như thế. Đó. Thế nhưng mà cái của họ nó rất bất cập. Khi mà đến với Việt Nam mình ấy, thì họ đưa ra những cái chuyện, ví dụ đi theo Đức Chúa Trời như này, là chúng ta không phải học hành, không phải làm lụng gì cả, tự nhiên Chúa sẽ đem đến cho chúng ta và thức ăn, nước uống đầy đủ, nghe không? Không phải lo gì cả, bỏ hết. Đó. Thế nhưng bên cạnh đó thì lại bắt hội viên là mỗi người phải đóng một phần 10 cái thu nhập của mình để cho ban lãnh đạo của hội. Đấy, thì thầy không biết là một đằng thì nói là Chúa lo cho hết, nhưng cuối cùng lại bắt hội viên phải đóng tiền. Thứ hai là họ nói rằng không phải thờ ông bà tiên tổ cha mẹ gì hết, thờ như thế là toàn thờ ma quỷ thôi, không có ông bà tiên tổ nào hết, cho nên về vứt bỏ hết ban thờ bát hương đi. Cho nên những người đi theo cái Hội Thánh Đức Chúa Trời này, rất nhiều người đã về đập phá, vứt bỏ ban thờ bát hương đi. Và cái tình trạng là rất nhiều thanh niên, kể cả sinh viên, cái tuổi các con bây giờ đi theo cái hội này, vào trong hội, và thầy xem trên mạng đấy, khi các bạn mà vào cái hội này nó là bị ma tà nó nhập, cho nên là tất cả những bạn ấy như những người điên. Con thấy ngồi run rẩy rồi lễ bái, lễ như tế xác, rồi khóc rồi la rồi làm rất nhiều trò. Nó gọi là ma nhập. Vì mình đi theo cái đạo này nó tà, cho nên bị ma tà quỷ quái nó nhập vào. Rất nhiều bạn thanh niên sinh viên, thầy nhìn thầy trông thầy rất xót. Chính vì thế cho nên chính quyền các cấp thì hiện nay đang quyết tâm là loại bỏ cái này. Nhá, cái này nó không đúng, không lợi ích cho đạo pháp, cho dân tộc, không lợi ích cho chúng ta một chút nào cả. Đi theo cái đạo này bỏ hết cha, hết mẹ, ông bà, tiên tổ, không quan tâm đến ai, không cần quan tâm đến ai. Bây giờ chỉ có Đức Chúa thôi. Đó, nghe không? Cho nên thầy khuyên tất cả đây, các thanh niên sinh viên đây, tránh xa cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời cho thầy, tránh xa, và tuyên truyền các bạn trong lớp mình, trong trường mình, tránh xa. Hiện nay cái Hội Thánh Đức Chúa Trời này đang có một cái chiến lược, họ đi vào các trường học, các trường đại học, họ tuyên truyền mọi người, rủ rơi dê các bạn đi theo. Các bạn tránh xa, các con tránh xa cái này cho thầy, tránh xa ngay. Và có thể nếu biết ai thế, báo công an bắt xử lý luôn. Rất nhiều tỉnh giờ họ đi họ bắt, công an họ bắt những cái này. Vì nó tuyên truyền những cái làm băng hoại đạo đức xã hội, phá hoại cái truyền thống của dân tộc mình, rất là nguy hiểm. Đó. Và họ còn có tính chất lừa đảo nữa. Đó. Đến cái hội thánh này họ cho uống cái nước gì đấy, uống nước gì thế xong rồi là cái ông mà trưởng hội đấy, là ông nói câu là tất cả giống như bị ám thị hết, bắt đầu ngã lăn đùng hết cả ra, không hiểu cái gì cả, rồi dãy nảy hết cả lên. Thì thầy mới biết là nó cực kỳ nguy hiểm, không có cái đạo lý, đạo đức gì cả. Họ không dạy đạo lý đấy. Ví dụ như bạn Linh hỏi thầy, đấy là những triết lý, đạo lý. Nhưng đây họ không có những cái thứ đấy. Họ chỉ bảo tất cả là Chúa Trời lo cho hết thôi, không phải lo gì cả, bỏ hết, không cần làm ăn gì cả, không cần học hành gì cả. Cho nên nhiều bạn đi theo cái Hội Thánh Đức Chúa Trời này bỏ cả học hành luôn, học năm 3, năm 4 bỏ luôn, bỏ, về nhà quăng bát hương đi, bố mẹ nói không nghe, rất là khổ nhé. Cho nên thầy hôm nay cũng nhờ bạn Thắng, bạn hỏi câu hỏi này. Trong cái diễn đàn này thì thầy đề nghị tất cả các con nhắc nhau, nhắc cả bạn bè mình, cho đến mọi người thân trong gia đình mình, tránh xa Hội Thánh của Đức Chúa Trời ra. Rồi kể cả Pháp Luân Công nữa cũng tránh cho thầy. Cái Pháp Luân Công cũng rất là nguy hiểm, nhiều người cũng không biết rồi mắc vào.
họ dùng cái bẫy về sức khỏe, nghĩ rằng là ai cứ đi tập Pháp Luân Công là sẽ khỏe, sẽ chữa hết bệnh này bệnh kia. Nhưng Thầy gặp rất nhiều người Pháp Luân Công có hết đâu. Thế nhưng sau đó là họ tuyên truyền chống phá Đảng, chống phá cách mạng, chống phá nhà nước mình, nghe không? Rất là nguy hiểm. Cho nên các con cũng tránh cái này ra cho Thầy luôn nhé. Những cái đó chúng ta, đối với dân tộc Việt Nam mình, đạo Phật là truyền thống, là đạo gắn liền với dân tộc mình. Các con nên tìm hiểu đạo Phật. Đấy. Nhưng mà Thầy nói con quay về nguồn xưa là quay về để khám phá chính tâm mình, mà đạo Phật chính là dạy về tâm mình thôi. Tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng tâm, tu tâm dưỡng tính mình, không có gì khác cả nhé. Đấy, Thầy cảm ơn bạn Thắng. A Di Đà Phật. Thôi. Câu hỏi Thầy nghĩ còn rất nhiều đây, Thầy còn một tập này nữa này. Đây, mấy chục câu hỏi trên này, nhưng chắc phải để dành cho đến kỳ sau. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về người Thầy dẫn đường vĩ đại, và Thầy nghĩ rằng chúng ta nương tựa người Thầy này chắc chắn chúng ta được vô vàn lợi ích. Đó. Thầy mong rằng tất cả các con, nghe không? Chúng ta thật là hoan hỷ, yên tâm dưới sự hướng dẫn của người Thầy vĩ đại này, đó là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đến khóa sau chúng ta sẽ tiếp tục cái lộ trình quay về khám phá vườn tâm của chúng ta. Thầy xin chúc đại chúng một lần nữa sức khỏe và tinh tấn. A Di Đà Phật. Mọi người cùng đọc với Thầy bài hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.